Chào mừng bạn đến với kênh Lão Trịnh. Các bạn đừng quên để lại bình luận dưới video, like và subscribe kênh để mình có động lực làm thêm những bộ truyện hay hơn nhé. Sao cảm giác thời gian lại trôi qua khá lâu vậy? Cảnh quay đã thay đổi, hơn nữa bây giờ khí sắc của Giang Lưu Huỳnh trông cũng tốt hơn nhiều rồi, chắc là không bị thương nặng lắm nhỉ. Cái bối cảnh này sao lại là ruộng lúa thế này? Cô ấy còn mặc quần áo quê mùa nữa chứ. A a a thật sự là lãng phí nhan sắc. Đến đây để trải nghiệm thôi mà xem ra ông chủ giang cũng không đánh mạnh lắm ngất xỉu chắc là cô ấy giả bộ thôi ngay giây tiếp theo mọi người tận mắt nhìn thấy cô ấy cầm lấy cái cuốc bên cạnh bắt đầu cuốc đất nhà nào lại có người tốt rảnh rỗi hè này lại đi làm ruộng thế này thậm chí còn nhìn thấy bà lão ngồi nghỉ mát dưới gốc cây ở đằng xa tay cầm quạt nan nói thật là hên quá đi tiểu thư nhà giàu nghe nói phạm lỗi nên bị phạt đến đây làm việc đồng áng cứ để cô ấy giúp bà khai hoang mảnh ruộng bỏ hoang của bà đi một bà lão khác ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi Cô gái nhỏ bé này làm được gì cho bà? Nếu ở đây mà xảy ra chuyện gì thì cả làng chúng tôi cũng không bù nổi đâu. Chỉ không biết đâu, người đưa cô ta đến đây bảo tôi cứ xe bảo thoải mái, nói dù có chất cũng không sao, còn bảo tôi phải quan tâm cô ta nhiều hơn nữa. Giang Lưu Huỳnh ban đầu vẫn lặng lẽ nghe mọi chuyện, tai cô ấy đột nhiên đau nhói khiến cô ấy ném cuốc xuống đất, ngồi xổm xuống. Vết thương trên đầu và lưng cô ấy trong hai ngày qua đã tự lành gần hết rồi, chỉ còn tai. Mỗi khi cô ấy muốn nghe rõ những chuyện ở đằng xa thì lại có tiếng ù tai dữ dội như lần trước. Mọi người trong livestream đương nhiên cũng nghe thấy tiếng ù tai mạnh mẽ đó, ai nấy đều che tai lại, một số người tinh ý đã tắt loa. Còn Giang Trấn Thiên và hai cha con ở bệnh viện vừa bị đuổi khỏi tòa nhà, đang định hôm nay không livestream nên có chút thời gian nghỉ ngơi, tiện thể tìm Giang Lưu Huỳnh về để nói chuyện tử tế thì lại nhìn thấy thông báo trên top tìm kiếm, Bạch Ly lại tạo ra đột phá, livestream ký ức của Giang Lưu Huỳnh bằng AI cuối cùng vẫn phải nhờ y tá mua kính vr theo yêu cầu khẩn thiết của giang tư niên kết quả vừa đeo vào một âm thanh chói tai đột ngột ập đến như muốn xuyên thủng màng nhĩ của họ khiến ngũ quan họ nhăn lại đau đớn vô cùng lâu lắm cơn kích thích đó mới dần giảm xuống nhưng khi họ định xem chuyện gì đã xảy ra thì một giọng nói thô kệch lại vang lên bên tai đừng có nghĩ đến việc lười biếng mau đứng dậy làm việc đi cha con đã đưa con cho bà rồi nên đừng có nghĩ đến việc ăn không ngồi rồi ở đây ngay sau đó lại là một cơn đau nhói ở lưng. Ba người họ cùng lúc không màng hình tượng la hét trong phòng bệnh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bác sĩ và y tá. Hóa ra bà lão lúc nào đó đã lao đến, nhặt cành cây trên mặt đất lên đánh vào lưng Giang Lưu Huỳnh, không chút nương tay, khiến cành cây bị đánh gãy làm đôi. Còn Giang Lưu Huỳnh đang ngồi sổm thì đầu choáng váng, không kịp phản ứng, bị đánh hai cái mới né sang bên cạnh. Nhưng bà lão giữ tợn đó không hề có ý định dừng tay, thậm chí còn tức giận hơn vì cô ấy né tránh nhặt một cành cây khác định đánh vào người Giang Lưu Huỳnh. Lúc này trong lòng Giang Lưu Huỳnh không biết là ủy khuất hay tức giận. Người đưa cô ấy đến đây là cha ruột của cô ấy. Anh em trai cũng đã bỏ rơi cô ấy. Những ảo tưởng tươi đẹp mà cô ấy từng chút một xây dựng lên trong những ngày tháng tam tối đã tan vỡ khi mẹ cô ấy mất và sụp đổ khi anh em trai không tin tưởng cô ấy. Mọi thứ dường như lại trở về điểm xuất phát, thậm chí còn đau đớn hơn trước. Khoảnh khắc đưa ra kết luận đó, nỗi tuyệt vọng ập đến, đau đớn như dao cứa, khiến giang lưu huỳnh gần như không thở nổi á à, vì mất tập trung nên cô ấy lại bị đánh thêm một roi nữa đối với cô ấy thì đáng lẽ không phải là khó chịu lắm nhưng lúc này cô ấy lại bỏ cuộc mềm nhũn ngã xuống đất cuộn tròn người lại đất đang bị nắng thiêu đốt lúc này lại ấm áp như vòng tay của mẹ hầu hết mọi người đều cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô ấy lúc này tôi thấy khó thở quá chắc chắn lưu huỳnh đang rất khó chịu vết thương trên người mới lành lại đã bị giang chấn thiên đưa đến đây phơi nắng còn phải khai hoang nữa chứ Rốt cuộc có bị đầu độc hay không mà Giang Trấn Thiên lại không biết. Ghê tẩm muốn chết, bà già này cũng vậy. Tôi không tin nhà họ Giang đưa Giang Lưu Huỳnh đến đây mà không cho bà ta chút lợi ích gì. Nghỉ ngơi một lúc sẽ chết sao. Cơn đau y hệt được truyền đến ba người trong phòng bệnh. Rất nhanh trên chán họ đã đổ mồ hôi. Giang Trấn Thiên thậm chí còn há hốc mồm không thể tin nổi mà hét lên. Không thể nào, tôi không có. Sao tôi có thể bán con gái ruột của mình cho những người phụ nữ quê mùa thô lỗ này được? Nhưng không ai nghe thấy, cũng không ai tin. Giang Tư Niên nhịn xuống cơn tức muốn đánh ông ta, thẳng thắn vạch trần ông ta. Chính ông đã làm, chính ông nói, Lưu Huỳnh học hành kém, nên không xứng đáng đi du lịch nước ngoài cùng cả nhà chúng ta. Khi nói những lời này, nắm đấm của anh ta siết chặt, thậm chí anh ta cũng không phát hiện ra kim truyền dịch trên mu bàn tay đang chảy ngược. Giang Thành Vũ tuy không nói gì, nhưng ánh mắt oán trách cũng thể hiện rõ cảm xúc của anh ta. Đặc biệt là tiếng ù tai vừa rồi, chắc chắn là do cái tát mà ba đã tát vào mặt Lưu Huỳnh gây ra ngay cả vết thương trên đầu cô ấy do bị đánh cũng lành nhanh hơn vết thương ở tai có thể thấy mức độ tổn thương giang trấn thiên quay đầu sang tôi tôi đã nói vậy nhưng tôi không bán cô ấy cho người phụ nữ này là là giang vãn vãn nói cô ta quen sống ở nông thôn tôi mới tùy tiện tìm một ngôi làng để gửi cô ấy đến đó tôi không hề biết họ lại bắt nạt lưu huỳnh như vậy nhìn cô gái đang co do trên màn hình sống mũi anh ta cay xẻ đột nhiên đầu anh ta đau nhói quay đầu nhìn lại một y tá ném tấm ván trong tay cô ta sang, bị bắt quả tang cũng không chạy, mà mắng. Nhà các người nghèo lắm sao, phải gửi con gái ruột của mình đến nông thôn. Còn là mùa hè oi bức nữa chứ, ai mà thích cuộc sống như thế này, ông còn là tổng giám đốc cơ mà, tôi khịt. Cô y tá bên cạnh cũng phụ họa. Công ty Giang Thị có tổng giám đốc như ông mà vẫn chưa phá sản à, người không phân biệt được ngọc quý và đá vụn cũng xứng đáng quản lý công ty lớn như vậy sao. Ba đứa con trai sinh ra cũng ngu ngốc như nhau, tôi thấy còn không bằng giao công ty cho Giang Lưu Huỳnh. Giang Trấn Thiên bị mắng cho không còn gì để nói, lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Ngay cả Giang Thành Vũ cũng không nhịn được mà lên tiếng. Ba, hay là chúng ta, giao công ty cho Lưu Huỳnh đi, cô ấy thông minh như vậy, nhất định sẽ làm tốt hơn chúng ta. Cảm giác như trong chớp mắt ông ta đã trở thành kẻ thù của cả thế giới. Có lẽ thực sự không thể chịu đựng được thêm nữa, Giang Trấn Thiên nhanh chóng tháo kính xuống, không dám nhìn những lời công kích trên màn hình nữa cuối cùng với tâm trạng lo lắng bước nhanh ra khỏi phòng bệnh. Không lâu sau khi ông ta rời đi, Giang Lưu Huỳnh đang ngồi dưới đất trên màn hình đột nhiên đưa tay ra, tóm lấy mắt cá chân của bà lão, rồi dùng sức kéo mạnh, ái ra ngã, cùng với một tiếng thét kinh hãi, thân hình mập mạp của bà lão ngã rầm xuống đất, làm bụi tung lên mù mịt. Giang Lưu Huỳnh nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt kiên định chạy ra khỏi cánh đồng. Tuyệt vời, đối với mụ đàn bà độc ác thì nên như vậy, tốt nhất là làm cho bà ta chết luôn. Ôi chao, Lưu Huỳnh, lưu huỳnh biết phản kháng rồi à nhưng tại sao cô ấy không đá lại khi bà ta ngã xuống đánh thêm vài cái nữa đi chứ tôi chỉ thấy hả giận được một nửa thôi tầng trên lát nữa các người sẽ biết ngay thôi dù sao thì giang lưu huỳnh cũng không nên đối xử với người già như vậy chứ nếu làm bà ta bị thương thì cô ấy có bồi thường nổi không còn nói đánh lại nữa chứ chỉ là bị đánh mấy cái bằng cành cây cũng không thấy bị thương nhiều có cần phải đánh lại không nào ngã lý do đây rồi giang lưu huỳnh không ngừng chạy cho đến khi đến thị trấn mới dừng lại, lúc này mồ hôi trên trán cô ấy chảy xuống má, làm ướt chiếc áo thô trên người. Vì lúc đó cô ấy đang trong trạng thái ngủ gà ngủ gật nên được đưa lên xe, nên không nhớ gì về đường đi, chỉ có thể đi hỏi người dọc đường, nhưng khi mọi người nhìn thấy bộ dạng bẩn thỉu của cô ấy thì đều tránh né. Cuối cùng cũng có một đứa trẻ chỉ đường cho cô ấy đến thành phố. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, ban ngày dần chuyển thành ban đêm. Bước chân Giang Lưu Huỳnh trở nên nặng nề, thân thể cũng bắt đầu mệt mỏi. Nhìn về phía trước là con đường không bóng người, cô ấy không dám dừng bước, sợ rằng nếu dừng lại sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ có thể tiếp tục mò mẫm trong bóng tối, cho dù phía trước không phải là một ngôi nhà ấm áp, nhưng ít nhất, đó là nơi duy nhất trên thế giới này mang lại cho cô ấy những ký ức tươi đẹp. Cuối cùng, khi bình minh ló dạng, cô ấy đã trở lại nơi quen thuộc. Gần một ngày một đêm, dù cô ấy liên tục dùng sức siết chặt chân để buộc ý thức mình tỉnh táo, nhưng vẫn không chịu nổi sự mệt mỏi của cơ thể mà ngã xuống trước cổng khu biệt thự ê ê ê sao cô lại ngủ ở đây mau đi mau đi bảo vệ ở cửa suýt nữa không nhận ra cô ấy vội vàng đuổi người đi nhưng khi giang lưu huỳnh ngẩng đầu lên ôi sao lại là cô bé này vậy nhà các người không phải hôm qua đi nước ngoài rồi sao sao cô không đi cùng họ hay là cô lại đi bộ đến trường không đúng không đúng học sinh đều nghỉ hè rồi giang lưu huỳnh sắp ngất xỉu nên không nói được gì thấy vậy Bảo vệ vội vàng đưa cô ấy vào phòng điều hòa của mình, rồi rót một cốc nước cho cô ấy. Mọi người trong livestream reo lên cảm động Trung Quốc, nhìn xem, nhà họ Giang nhìn cho kỹ đây, những người nhà các người còn không bằng một người bảo vệ. Hé hé, thật sự làm cho người bảo vệ thấy tự hào. Sau này tôi xem còn ai khinh thường bảo vệ nữa. Quan trọng là họ đi du lịch nước ngoài rồi, còn Giang Lưu Huỳnh bị bỏ lại ở nơi như vậy, còn không bằng con người nữa là. Phục rồi sao không bắt taxi, dù không có tiền tìm một chiếc xe đi cùng đường đến thành phố cũng được mà sao lại không biết biến thông một chút phải tự mình đi bộ tầng trên bạn có phải là sinh viên không dễ tin người thế à đến lúc bị bán vào vùng núi sâu thì sẽ biết sai ngọn núi mênh mông dù muốn chạy cũng không chạy nổi đâu giang lưu huỳnh dường như rất tin tưởng ông bảo vệ nhận lấy cốc nước mà ông ấy đưa cho vào uống cạn cảm ơn cảm ơn chú bảo vệ gãi đầu cười ngượng ngùng cảm ơn gì chứ hai chú cháu mình quen nhau hai năm rồi mà nói chuyện này cháu về từ đâu vậy sao lại bẩn thế này nhà cháu cũng thật là giang lưu huỳnh mỉm cười lắc đầu không nói gì nhưng đôi mắt mệt mỏi của cô ấy đã nói lên tất cả cháu về trước đây cảm ơn chú đã cho nước tạm biệt xong cô ấy lập tức đi về biệt thự lúc này cô ấy rất muốn trở về chiếc giường nhỏ của mình dù nhỏ và cũ nhưng chỉ có nơi này mới có thể che mưa che nắng cho cô ấy vài phút sau mọi người nhìn thấy khóa vân tay và khóa mật mã trên cửa nhưng giang lưu huỳnh lại bỏ qua chúng và bấm chuông cửa hành động này làm cho mọi người đều há hốc mồm tôi không nhìn nhầm chứ đây là nhà cô ấy đúng không cô ấy không lưu vân tay sao cũng không biết mật mã những kẻ đen tối hãy mở to mắt chó của các người ra trên đó có vân tay và mật mã đấy đừng có nói là lưu huỳnh nhà chúng ta không nhớ mật mã nên mới bấm chuông cửa giang tư niên thì trợn tròn mắt điên cuồng lắc đầu ngoài màn hình không thể nào vân tay của lưu huỳnh sao lại không lưu được một lúc sau anh ta lại bổ sung, cho dù có thể là quên không lưu, mật mã, mật mã sao cô ấy lại không biết được. Nhưng dù thế nào thì hiện thực tàn khốc vẫn nằm ngay trước mắt, Giang Lưu Huỳnh dùng sức đập cửa, gõ 5 phút mà không ai mở cửa. Từ đầu đến cuối không hề chạm vào hai cái khóa đó, như thể chúng không tồn tại, hoặc là biết là không có tác dụng, một sự im lặng chớt chóc. Nhưng rất nhanh, tai cô ấy lại đột nhiên đau nhói dữ dội, như hàng nghìn chiếc kim bạc đâm từ tai vào não. Đau đến nỗi cô ấy không nhịn được mà ôm đầu ngồi xổm xuống, cắn chặt môi dưới, rít, tiếng rít này là từ Giang Thành Vũ ngoài màn hình phát ra, anh ta vô cùng khó chịu ngồi xổm dưới đất, vừa gọi. "Đau quá anh ơi." Tai của Lưu Huỳnh, "Rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao lại đột nhiên như vậy?" Giang Tư Niên cũng đang chịu đựng cơn đau, kết quả dây tiếp theo cửa phòng bệnh bị đá mạnh ra. "Ba, anh cả, anh hai, con nghe nói hôm nay không trực, các người" Giang Diễm xông vào phòng thì thấy cả hai người đều đang đeo kính, lập tức lao tới. Giật lấy chiếc kính trên mặt Giang Thành Vũ. Các người lại lén xem livestream sao. Tuy nhiên, ngay khi anh ta vừa đeo kính vào, cả người đột nhiên như bị sét đánh, cơ thể không thể kiểm soát mà lăn lộn trên đất, miệng không ngừng kêu là. Đau 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 á. Giang Tư Niên đang nằm trên giường bệnh môi mím chặt, nhìn thấy bộ dạng xấu xí của Giang Diễm, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười chế giễu nói. Đau thì sao? Những đau đớn này, đều là những gì lưu huỳnh từng trải qua nhưng cô ấy chưa từng kêu đau mà các người thì sao ngay cả chút đau đớn này cũng không chịu nổi sao hãy chịu đựng đi dù sắc mặt giang tư niên lúc nói chuyện không tốt nhưng vẻ mặt bình tĩnh không chút sợ hãi của anh ta vẫn khiến mọi người cảm thấy vô cùng ái náy giang thành vũ và giang diễm đều cúi đầu xuống những điều này đều là những gì giang lưu huỳnh đã trải qua do chính họ gây ra bây giờ họ chỉ trải nghiệm một phần nhỏ đau đớn mà cô ấy đã phải chịu họ có tư cách gì mà kêu đau ngay sau đó trước sự chứng kiến của mọi người giang lưu huỳnh không chút do dự đi về phía chiếc khóa mật mã đóng chặt vừa lúc giang tư niên tưởng cô ấy nhớ ra mật mã không khỏi mỉm cười hài lòng thì cô ấy lại chọn ngồi xổm xuống quan sát kỹ lúc này chiếc khóa điện tử bình thường đột nhiên phóng đại gấp nhiều lần trong mắt cô ấy ngay cả những vân tay nhỏ nhất trên đó cũng nhìn rõ mồn một mọi người ngoài màn hình nín thở dường như không khí lúc này đã đông cứng lại giang diễm là người đầu tiên với vẻ mặt khó tin lên tiếng chị lưu huỳnh định đoán mật mã sao ít nhất cũng có hàng nghìn khả năng thử sai ba lần là báo động tự động mà anh cả các anh lại không cho cả mật mã cửa nhà cho cô ấy sao các anh quá cút đi muốn xem thì tự mua đi giang thành vũ đá vào người giang diễm rồi giật lấy kính của mình ép cho anh ta nuốt những lời còn lại xuống họng nhưng vẫn chưa đủ thấy giang tư niên nhìn quanh không có gì cả liền tháo kim truyền dịch xuống và ném đi cùng lúc mắng hàng nghìn khả năng giang diễm Toán học của mày học vào bụng chó rồi à? Bây giờ mau đi học lại tổ hợp cho tao, nếu không thì đừng hòng nghỉ học. Giang Diễm nằm ủ rũ dưới đất, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ trong vài ngày mà anh ta đã trở thành kẻ bị mọi người ghét. Ba không nghe điện thoại của anh ta, hai anh trai cũng đối xử với anh ta như vậy, muốn xin lỗi chị Lưu Huỳnh, nhưng lại không có số điện thoại của cô ấy, còn Giang Vãn Vãn bị anh hai ngốc đưa ra nước ngoài rồi, muốn chút giận cũng không được. Nếu chị Lưu Huỳnh ở đây chắc chắn sẽ không đối xử với anh ta như vậy khi nào họ làm lành rồi chắc chắn sẽ như trước đây tích 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 tiếng báo động mật khẩu nhập sai vang lên họ lại nhìn vào màn hình đã nhập sai hai lần rồi xong rồi xong rồi lưu huỳnh nhà chúng ta sắp vào tù rồi sao thôi đi làm gì mà giỏi thế không được thì đừng làm nữa bảo vệ vừa rồi tốt với cô ấy thế mà thôi ở luôn nhà anh ta vậy tầng trên anh xem chùa quen rồi đúng không chuyện gì cũng nghĩ dựa vào người khác giang tư niên nhìn mà sốt ruột muốn chui vào màn hình nói cho cô ấy mật mã cuối cùng cùng với một tiếng mở khóa thành công cửa mở ra giang thành vũ ngây người tại chỗ mật mã sáu số hàng triệu khả năng dù cô ấy đoán được một vài số dựa trên vân tay cũng không thể chỉ thử ba lần là thành công được chứ chắc chắn cô ấy đã đoán ra mật khẩu này có đặc điểm gì đó vì vậy giang thành vũ liên tục đọc sáu con số này vô thức đọc thành tiếng càng nghĩ càng thấy giống một ngày nào đó sao mật mã nhà mình lại đặt là dãy số này anh đây là ngày sinh của ai vậy? Trong nhà mình cũng không ai sinh năm 29. Nói đến đây anh ta sững sờ, vẻ mặt Giang Tư Niên càng trở nên vô cùng gượng gạo. Anh ta sinh năm 25, nếu mật mã là ngày sinh của ai đó, thì người sinh năm 29, trong cả gia đình thì chỉ có Lưu Huỳnh nhỏ hơn anh ta 4 tuổi. Vậy thì, mật mã này là ngày sinh của cô ấy. Giang Thành Vũ cũng sực nhớ ra, vẻ mặt vô cảm nói. Mật mã này là, vào ngày Lưu Huỳnh sinh ra, chúng ta đã đổi mật mã cũ thành mật mã này. Anh, lúc đó chúng ta có nói là sau này lớn lên rồi mật mã thẻ ngân hàng cũng dùng ngày sinh của Lưu Huỳnh, rồi kiếm thật nhiều tiền để nuôi em gái, để em gái luôn có nhà để về." Giọng anh ta dần trở nên trầm thấp và run rẩy, dường như từng chữ đều mang theo nỗi buồn vô tận. Lưu Huỳnh đã mất tích 10 năm, và 10 năm đó, sự trôi chảy của thời gian khiến cả gia đình họ hầu như quên đi sự tồn tại của Giang Lưu Huỳnh, huống hồ là ngày sinh của cô ấy. Nhưng mật mã cửa này vẫn được sử dụng cho đến nay, đã hơn 20 năm rồi. Hơn 20 năm nay, dãy số này luôn khắc sâu trong đầu họ, nhưng chưa từng nhận ra ý nghĩa đằng sau nó. Còn việc Lưu Huỳnh đã thử hai lần, có lẽ là cô ấy không dám tin mật mã cửa nhà lại là ngày sinh của mình. Thật trớ trêu, hóa ra họ luôn nhớ, nhưng không ai tổ chức sinh nhật cho Lưu Huỳnh. Một nỗi buồn khó tả dâng lên trong lòng Giang Tư Niên, họ đã tận mắt chứng kiến sự ra đời của em gái, cùng nhau đổi mật mã cửa nhà, cùng nhau hứa hẹn với em gái. Cuối cùng không có điều gì thành hiện thực. Giang Lưu Huỳnh rõ ràng cũng ngây người ra, người duy nhất trong gia đình nhớ ngày sinh của cô ấy lại là một cỗ máy. Không, đáng lẽ là họ đều nhớ. Nếu không muốn tổ chức sinh nhật cho tôi thì sao lại dùng mật mã này, suýt nữa thì lại tự luyến rồi. Giang Lưu Huỳnh khóe miệng nở một nụ cười đầy mỉa mai, chậm rãi mở cánh cửa đóng chặt trước mặt. Không, Giang Tư Niên ngoài màn hình nghe thấy rõ ràng câu nói đó, hét lớn một tiếng, cả người rõ ràng hoảng hốt. Không phải như vậy, nghe anh cả giải thích, Lưu Huỳnh, nghe anh giải thích anh cả không muốn tổ chức sinh nhật cho em không phải như vậy nói xong anh ta luống cuống tay chân bấm loạn trên màn hình cố gắng mở camera để giải thích nguyên nhân quả cầu xanh nhỏ ẩn ở mép màn hình lóe lên rồi lại tắt đi giang tư niên thấy dù mình có làm gì cũng không thể mở được camera nỗi sợ hãi cùng sự lo lắng len lỏi nếu lưu huỳnh không nghe lời giải thích của anh ta sự hiểu lầm sẽ càng sâu sắc hơn cô ấy sẽ càng không muốn về nhà càng không muốn gặp anh ta vì vậy anh ta vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm hai chữ em gái trong danh bạ nhưng kết quả lại là không tìm thấy càng hoảng loạn càng dối bời đầu óc anh ta hỗn độn rõ ràng hôm kia còn gọi điện sao lại không thấy tuyệt vời vẫn còn vẫn còn cuối cùng tìm thấy trong lịch sử cuộc gọi giang tư niên lẩm bẩm vẻ mặt căng thẳng trên khuôn mặt cũng dần thư giãn vừa mới hiện lên một nụ cười vui vẻ lại phát hiện ra ghi chú lại biến thành ba chữ giang lưu huỳnh ban đầu anh ta rõ ràng đã đổi rồi mà, nhớ nhầm sao. Giang Tư Niên vội vàng mở trang chỉnh sửa ghi chú, lạ là không thể đổi lại được, mãi mãi vẫn là ba chữ Giang Lưu Huỳnh. Anh ta không tin điều này, cố gắng đổi, cố gắng đổi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đây là em gái tôi, đây là em gái tôi. Giang Thành Vũ nhíu mày, khuyên nhủ. Anh đừng bận tâm chuyện này nữa, mau gọi điện thoại cho Lưu Huỳnh giải thích đi. Chúng ta thực sự đã quên mất mật mã cửa nhà là ngày sinh của cô ấy nhưng giang tư niên vẫn thấy ba chữ giang lưu huỳnh rất khó chịu không chịu nổi nhất quyết phải đổi cái ghi chú khó chịu này đi đủ rồi chỉ là một ghi chú thôi mà giang thành vũ không thể chịu đựng thêm nữa giật lấy điện thoại gọi điện thoại đi anh ta đương nhiên sẽ không nói ra chuyện mình đã xóa và chặn số điện thoại của giang lưu huỳnh từ lâu trong lòng thầm nghĩ tốt nhất là nhanh chóng kết nối lại trước khi lưu huỳnh phát hiện ra giang diễm dù không biết vừa rồi livestream phát sóng cái gì nhưng chắc chắn là hai anh trai này lại làm tổn thương chị lưu huỳnh giờ đang gọi điện thoại để xin lỗi. Anh ta nằm dưới đất lập tức dựng tai lên nghe. Chuông reo hơn 10 tiếng mới ngừng, nhưng không có tiếng nào truyền đến nữa. Nhưng anh ta không biết rằng, ngay cả khi đối phương nghe máy thì hai anh trai này cũng đã đủ vui mừng rồi. Vì điều này chứng tỏ những lời Giang Tiểu Viên nói hôm qua đều là giả, em gái họ vẫn sống tốt. Lưu, Lưu Huỳnh, anh giải thích với em, không phải như em nghĩ, chỉ là em rời nhà quá lâu, chúng ta đều quên mất, mật mã cửa nhà là ngày sinh của em nói đến đây giang tư niên dừng lại một chút rồi dùng giọng điệu đầy hy vọng và cầu xin tiếp tục nói nhìn xem bây giờ hiểu lầm đã được giải quyết rồi em về đi được không anh cả sẽ bù lại tất cả những sinh nhật em đã bỏ lỡ được không đối phương vẫn im lặng cho đến khi giang thành vũ định lên tiếng thì mới có một giọng nói không về câu trả lời rất kỳ lạ không có bất kỳ cảm xúc nào giang thành vũ gãi đầu nhưng cũng không nghĩ nhiều trong lòng đoán rằng có lẽ anh ta đã lâu không nói chuyện với giang lưu huỳnh nên quên mất giọng nói của cô ấy lưu huỳnh em nói xem anh hai phải làm gì thì em mới về anh hai nhất định sẽ làm nhưng giang tư niên thì khác anh ta đã có kinh nghiệm gọi điện trước đó nên không thấy lạ chỉ cho rằng cô ấy vẫn còn giận họ đồng thời cũng đang mong chờ câu trả lời của cô ấy cho giang vãn vãn vào tù cuối cùng cũng đợi được yêu cầu của cô ấy không được giang tư niên vui mừng định đồng ý ngay lập tức nhưng lại bị giang thành vũ nhanh tay hơn thẳng thừng từ chối giống như trước đây đã thẳng thừng từ chối việc giúp cô ấy giải quyết vấn đề bắt nạt ở trường. Có lẽ nhớ lại tình hình hiện tại, Giang Thành Vũ lại lo lắng mà tìm cách bảo chữa. Lưu Huỳnh, em đổi yêu cầu khác đi được không? Vãn vãn. Giang vãn vãn cô ta đã ra nước ngoài rồi, dù bây giờ muốn tìm cô ta về cũng. Cô gọi chưa đợi Giang Thành Vũ nói hết lời bảo chữa đã bị cúp máy. Tút tút tút. Anh cả đồng ý. Anh cả đồng ý với em. Lời của Giang Tư Niên cũng chưa kịp chen vào. Giang, Thành, Vũ, cậu đang nói cái gì vậy? Trong mắt anh ta đã nổi lên một cơn bão khủng khiếp, gieo mầm sự căm phẫn và thất vọng, nhìn chằm chằm vào Giang Thành Vũ. Giang Thành Vũ cũng cảm nhận được sự tức giận của anh ta, cũng cảm thấy hối hận vì sự thẳng thắn của mình, thân thể không khỏi run lên, cố gắng giải thích. Tuy nhiên, Giang Tư Niên không hề cho Giang Thành Vũ bất kỳ cơ hội nào để giải thích, anh ta giơ tay lên định đánh anh ta một quyền. Trong lúc họ đang nói chuyện, Giang Lưu Huỳnh trong màn hình đã đến nhà bếp trong biệt thự điều khiến cô ấy tuyệt vọng nhất là trong tủ lạnh không có đồ ăn lục tung mọi thứ lên chỉ tìm thấy hai hộp sữa cư dân mạng gọi nhà họ giang là những kẻ keo kiệt họ định đi chơi bao lâu vậy mà không để lại đồ ăn gạo gì cả trời ơi cả nhà này đúng là đồ kỳ lạ không để lại tiền cho giang lưu huỳnh đồ ăn cũng không để lại định để cô ấy ở trong làng đó cả mùa hè sao đây là mùa hè đấy hơn nữa lưu huỳnh nhà chúng ta đến giờ vẫn chưa ăn gì nếu đói ngất xỉu ở đây thậm chí chất đi cũng không ai phát hiện ra đúng không? Đừng nói nữa, tôi đã tưởng tượng ra Lưu Huỳnh đáng thương nằm cô đơn trong biệt thự xa hoa, không còn sức lực, chỉ có thể chờ chết, chờ hai tháng sau những người thân xa lạ hơn cả người xa lạ trở về, họ chỉ ngạc nhiên thôi, rồi thôi. Mà sao nhà họ Giang lâu thế mà vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ là làm rùa rụt đầu không dám đến nữa sao? Cảnh quay không dừng lại ở đây lâu, đột nhiên chuyển cảnh. Trước khi mọi người kịp thích nghi, liên tục vang lên những giọng nói khác nhau. Không được cô bé à, Cô chưa đủ 18 tuổi nên chúng tôi không nhận được. Đủ tuổi rồi sao? Lấy chứng minh thư ra cho tôi xem. Xin lỗi nhé, chỗ này không cần người nữa, nhưng mà, có phải cô đói không? Dì cho cô một cái bánh mì ăn, ăn xong thì mau về nhà đi. Không tuyển thêm nhân viên bán thời gian, đặc biệt là học sinh, ghét nhất mấy đứa học sinh không chịu học hành đàng hoàng lại chạy đến làm mấy việc này. Công sức gì dạy dỗ kỹ thuật lại bỏ đi, khiến gì lại phải đào tạo lại. Cùng với những giọng nói này vang lên, trong lòng mọi người đều dần dần có câu trả lời. Giang Lưu Huỳnh đang tìm việc làm thêm. Đúng vậy, tiền tiêu vặt mà nhà họ Giang cho cô ấy, cô ấy không nhận được đồng nào, nếu muốn có cơm ăn mà không đi làm thì lấy tiền ở đâu. Lúc này lại có cư dân mạng nói, ở biệt thự lớn như vậy, lấy vài thứ ra bán cũng được mà. Tôi cá những món đồ trang sức của Vương Tuấn chắc chắn rất đắt tiền. Ngốc à, nếu Giang Lưu Huỳnh thực sự lấy, không bị phát hiện thì thôi, nếu bị phát hiện, kiểm tra camera an ninh thì xong rồi nhà họ giang chắc chắn sẽ không tha cho cô ấy thậm chí sẽ gửi cô ấy vào trường học đặc biệt rất nhiều lời từ chối cho đến khi cuối cùng hình ảnh dừng lại một tấm áp phích xuất hiện trước mắt mọi người tuyển chọn ca sĩ dân gian giải nhất nhì ba lần lượt được thưởng một vạn năm nghìn một nghìn giang lưu huỳnh đứng giữa đám đông ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào hai chữ thưởng được phóng to ánh mắt toát lên một sự khao khát và ham muốn chưa từng có nhưng cô ấy lại không biết hát não bộ giang lưu huỳnh bảo cô ấy nên đi tiếp tục tìm kiếm cơ hội việc làm khác nhưng cơ thể cô ấy lại phản bội mệnh lệnh của não bộ đứng yên tại chỗ một lúc lâu đây không phải là cuộc tuyển chọn ca sĩ chính thức ngay cả khung sân khấu cũng rất nhỏ được đặt ở giữa quảng trường xung quanh có rất nhiều khán giả đúng lúc này đột nhiên có người xuất hiện phía sau cô ấy vỗ vai cô ấy hỏi bạn học bạn muốn thử không trông bạn có vẻ rất cần khụ khụ là chúng tôi thiếu người bạn thử xem sao tôi đi lấy cho bạn một tờ đơn đăng ký viết xong tôi sẽ lén nhét vào cuối cùng giải khuyến khích cũng có hai gói bim bim cay đấy người đến thực chất là sinh viên làm thêm hè mà ban tổ chức tuyển dụng đã để ý đến cô ấy từ đầu rất trắng và gầy thấy cô ấy cầm rất nhiều tờ quảng cáo tuyển dụng chắc là đang tìm việc làm thêm nhưng không có nơi nào nhận học sinh vị thành niên muốn đến khích lệ cô ấy có lẽ trong lòng giang lưu huỳnh cũng muốn thử nên cô ấy đã nhanh chóng đồng ý nhưng vẫn xác nhận lại không làm phiền cô ấy rồi mới điền thông tin của mình Cô ấy biết hát sao lại đi dự thi, lát nữa lên sân khấu mà ngượng ngùng thì lại muốn tự tử à? Ngốc à tầng trên, anh không biết nghệ danh của cô ấy là Giang Tiểu Viên sao? Cũng chính câu nói này nhắc nhở mọi người, Giang Lưu Huỳnh chính là Giang Tiểu Viên trong chương trình ca sĩ giấu mặt mà, sao cô ấy lại hát dở được chứ? Màn hình nhanh chóng phát đến cảnh cô ấy lên sân khấu, thậm chí còn quên giới thiệu, cầm lấy micro và bắt đầu hát. Vào khoảnh khắc mọi người chuẩn bị thưởng thức bữa tiệc âm nhạc này, hãy cùng trèo thuyền câu hát đầu tiên vang lên tất cả mọi người đều há hốc mồm không phải anh em cô ấy hát bài hát thiếu nhi sao tôi đã chuẩn bị sẵn hiệu ứng âm thanh đôn bi rồi mà lại thế này cố tình gây sự chú ý thật sự cho mình là trẻ con rồi đấy trong lúc giang lưu huỳnh đang hát những lời chỉ trích không ngừng những lời bênh vực thì rất ít cho đến khi tiếng hát của cô ấy dừng lại mới nổ ra phản kích này tôi nóng tính lắm đấy muốn nghe thì nghe không muốn nghe thì cút đi bài hát thiếu nhi thì không phải là bài hát sao Bài hát Thiếu Nhi không có giai điệu hay là các người không có não vậy? Tuy là bài hát Thiếu Nhi, nhưng giọng hát của cô ấy rất đặc biệt, hơn nữa cũng không bị Lực Tông lần đầu tiên lên sân khấu biểu diễn mà đã rất xuất sắc rồi. Những kẻ đen tối các người cũng dám chế giễu lưu huỳnh sao? Không thì quay video lại xem các người có bao nhiêu cân bao nhiêu lượng đi. Hát, bài hát Thiếu Nhi, bài hát hay tuyệt vời như vậy lại là giai điệu của trẻ em. Tôi đã bị mê hoặc bởi điều này rồi. IP Mỹ, không phải? Đây là bài hát mà các opa của nước chúng tôi phát hành năm ngoái, chắc chắn là Trung Quốc đã ăn cắp từ chúng tôi. IP Hàn Quốc, đầu óc ngớ ngẩn Hàn Quốc, ăn dưa muối làm hỏng não rồi à? Đây là chuyện của 7 năm trước, chính xác hơn, bài hát này là của thế kỷ trước, con trai cũng muốn làm ông à? Thử thách với bài hát mang tên Hãy cùng chèo thuyền bắt đầu từ đây, làm cho người nước ngoài say mê, nhưng lại không biết đây là một bài hát hay chính thống. Thời gian chờ đợi chấm điểm rất dài, đặc biệt là đến lượt Giang Lưu Huỳnh bởi vì bài hát cô ấy hát quá đơn giản gần như không có kỹ thuật gì thậm chí không có nhạc đệm mà lại hay một cách kỳ lạ việc hát không có nhạc đệm lại càng làm nổi bật giọng hát đặc biệt của cô ấy ngay cả thiết bị sân khấu bình thường cũng có thể hát ra được một cảm giác khoáng đạt ngẫu nhiên nơi đây lại là trung tâm thương mại rất nhiều trẻ em nghe không chịu đi thậm chí còn hát theo sức truyền cảm rất mạnh bạn bạn nhỏ bạn tên gì vậy mc bước tới khoác vai giang lưu huỳnh thấy cô ấy ngơ ngác đứng trên sân khấu dường như hồi hộp quên mất xuống nên muốn đến trò chuyện với cô ấy tiện thể làm cho không khí sôi nổi hơn giang lưu huỳnh mở miệng định nói tên mình thì tai cô ấy đột nhiên nghe được vài câu thì thầm cô gái kia trông quen quá có phải là cô gái ở trường chúng ta không tên gì ấy nhỉ giang lưu huỳnh đúng không yêu sớm bịp gian lận bịp đúng 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 cậu thấy cô gái đó thế nào đạo đức bại cũng xứng đáng biểu diễn sao nếu cô ta đoạt giải thì chúng ta sẽ đi Tô cáo bịt, sắc mặt Giang Lưu Huỳnh đột nhiên tái nhợt, không chỉ vì lời nói của họ, mà còn một phần là giọng nói của họ kèm theo tiếng rít khó chịu. Lúc này, các giám khảo cũng bắt đầu tìm kiếm thông tin đăng ký của cô ấy, dường như đã đưa ra quyết định. Vào khoảnh khắc họ sắp đọc tên trên giấy đăng ký, "Thưa thầy, con tên Giang Tiểu Viên, trên giấy đăng ký là tên em gái con, xin lỗi các thầy giám khảo." Cuối cùng cô ấy vẫn khai man tên mình, chọn cách trốn tránh, chọn cách che giấu con người thật của mình. Tất cả chỉ bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy, sự bài xích đối với những lời đồn đại như ác quỷ đeo bám cô ấy. Trước kia cô ấy ngây thơ cho rằng chỉ cần thời gian trôi qua, chỉ cần cô ấy không để ý, những lời đồn đại đó sẽ tự tan biến. Bây giờ, sau khi trải qua vô số tổn thương, làm sao cô ấy có thể tin vào câu nói đó nữa? Dù cô ấy chưa từng làm những việc vô căn cứ đó, nhưng chỉ cần mọi người tin, chúng sẽ trở thành sự thật không thể lay chuyển. Vì vậy, Cô ấy quyết định dùng lời nói dối để bảo vệ trái tim đã tan vỡ của mình. Cư dân mạng sắp tức điên lên rồi, cô gái tốt bụng và trung thực, dưới sự tàn phá của những người này, đã học được cách đẩy người, nói dối. A a a tức chết tôi rồi những con người đê tiện này, rõ ràng là ganh tị, nói là nếu đoạt giải thì sẽ đi tố cáo, thật là vô lý. Dù sao thì cũng không nên lừa dối, ngay cả tên mình cũng không dám thừa nhận, thật sự là đã quên mất nguồn gốc của mình rồi. Nói như thể cả đời này anh rất trung thực ấy bị bắt nạt như vậy rồi lưu huỳnh nhà chúng ta không muốn cãi nhau thì lại không có quyền trốn tránh sao tuy biết bây giờ không phải là lúc vui vẻ nhưng mà giang tiểu viên là hề ha ha cô ta trước kia nói giang lưu huỳnh là để xin lỗi cô ta nên mới dùng tên cô ta làm nghệ danh có video có bằng chứng tuy không cùng họ nhưng nghe thì giống nhau các giám khảo cũng không quá bận tâm nhất trí trao cho cô ấy giải ba chúc mừng bạn đã giành được giải ba cuộc thi này thành công thăng cấp lên vòng thi tỉnh nghe thấy những lời này Giang Lưu Huỳnh ngây người, vòng thi tỉnh. Sau khi trao giải xong, chờ đám đông tan gần hết, cô ấy đến chỗ các giám khảo. "Thưa thầy giám khảo, con muốn hỏi." "Bài hát bạn chọn khá, khác người, thực sự đã nhận được nhiều chàng pháo tay, nhưng tôi không khuyến khích sự sáng tạo này. Cho bạn giải ba đã là kết quả rất tốt rồi, về nhà chờ điện thoại đi, khi nào bắt đầu thi sẽ báo trước cho bạn." Giang Lưu Huỳnh định nói về việc rút khỏi vòng thi tỉnh, nhưng một thầy giáo nam ngồi giữa đã cắt ngang lời cô ấy đồng thời ánh mắt còn mang theo sự chế giễu. Không ngoài dự đoán, nụ cười trên mặt Giang Lưu Huỳnh nhanh chóng cứng lại. Cô ấy không cho rằng bài hát này khác người, cũng không nghĩ sẽ nhận được nhiều chàng pháo tay như vậy. Nhưng cô ấy không cần phải giải thích, những người này giống như cha và anh trai cô ấy, càng nói nhiều thì càng cảm thấy cô ấy đang quanh co chối tội. Dường như đã quen với những lời suy đoán ác ý như vậy, mọi người nhìn chằm chằm vào Giang Lưu Huỳnh cúi đầu chào, không giải thích gì mà quay người rời đi. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở căn phòng nhỏ đó. Bên chân Giang Lưu Huỳnh chất đầy gạo, rau, thịt, lại không mua lấy một gói đồ ăn vật nào. Lúc này cô ấy đang ngồi bên cạnh đếm số tiền kiếm được vất vả, cuối cùng cất giấu số tiền chưa đến một nghìn tệ đó như báu vật dưới gối. Cảnh này khiến Giang Tư Niên đau lòng và tuyệt vọng. Là tiểu thư danh giá của nhà họ Giang, là em gái ruột của anh ta, lại nghèo đến mức đi làm những công việc vất vả như vậy. Thậm chí vì một nghìn tệ mà sẵn sàng đứng trên sân khấu chật trội như vậy để giám khảo sỉ nhục. Trong chớp mắt, một dòng nước nóng chảy tràn vào ngực Giang Tư Niên, anh ta chỉ thấy chóng mặt, hoa mắt, khi tỉnh táo lại cúi đầu nhìn xuống, lòng bàn tay đã dính đầy máu đỏ rợn người. Giang Thành Vũ nghe thấy tiếng ho như muốn ho ra cả phổi của anh ta, lập tức đến gần, quan tâm hỏi. Anh sao vậy? Giang Diễm đang xem livestream bằng điện thoại trực tiếp chế diễu. Không phải là bị bản thân mình làm cho tức giận à, Lưu Huỳnh có những người anh em như các người thật sự khiến người ta thấy đau lòng, sau này con kiếm được nhiều tiền rồi sẽ cho chị hết. Khụ khụ khụ. Giang Tư niên bị những lời nói thẳng thừng này làm cho tức giận, ánh mắt lóe lên sự tức giận và xấu hổ, lại liên tục khạc ra vài ngụm máu đọng lại trong ngực mới mắng Giang Diễm. Giang Diễm, mày biết gì? Lưu Huỳnh trở thành như vậy đều là do chị gái mày gây ra, hơn nữa, khụ khụ khụ. Người nhận ơn cứu mạng người năm không phải là tao, em gái tao đã cứu mày hai lần, một lần là mạng, một lần là tim, nhưng mày đã báo đáp thế nào? làm hại cô ấy bỏ lỡ kỳ thi trung học tất cả đều là do mày nói đến cuối cùng anh ta thậm chí còn hét lên khóe miệng còn dính chút máu vẻ mặt khiến người ta không rét mà run thật không may là đối tượng anh ta phải đối mặt là giang diễm không sợ trời không sợ đất dù trước kia anh ta có phần nào kiêng rè người anh cả này nhưng đến giờ phút này dù có thông minh đến đâu quản lý công ty giỏi đến đâu thì sao vẫn bị một người phụ nữ giả dối lừa gạt vẫn là kẻ ngốc giống anh ta hóa ra giang tư niên cũng chỉ như vậy giang diễm cười nhạt rồi nói tao làm sai tao nhận còn mày làm sai ngoài việc đổ lỗi cho giang vãn vãn thì mày còn biết làm gì nữa luôn nói muốn bù đắp nhưng tao cũng không thấy mày có hành động thiết thực nào em trai mày đưa giang vãn vãn ra nước ngoài mày cũng không quản vừa rồi lưu huỳnh muốn cho giang vãn vãn vào tù mày lại chậm một nhịp để cho con người ngu ngốc này lại làm chị gái tức giận giang thành vũ đột nhiên trợn mắt há mồm chỉ vào bản thân ngu ngốc người anh em thân thiết nhất với anh ta lại nói anh ta như vậy hơn nữa, Giang Vãn Vãn là chị gái ruột của mày mà, sao mày lại muốn cho chị gái mày vào tù? Nơi đó, sức khỏe của Vãn Vãn lại yếu ớt, không chừng chưa được một năm rưỡi là chết trong đó. Nụ cười của Giang Diễm không những không giảm mà còn mỉa mai hơn nữa. Anh hai, người đầu tiên đề nghị đưa Lưu Huỳnh vào tù là mày. Sao đến lượt Giang Vãn Vãn lại trăm phương ngàn kế ngăn cản thế? Giang Thành Vũ nghe xong sắc mặt thay đổi, đột nhiên nhớ đến tuần trước. Khi anh ta nhìn thấy Giang Vãn Vãn ngã xuống cầu thang, còn giang lưu huỳnh thì đứng ở trên cầu thang với vẻ mặt lạnh lùng là anh ta là người đầu tiên nói nên đưa giang lưu huỳnh vào tù lúc đó anh ta sao lại không nghĩ đến giang diễm thấy anh ta nói không nên lời không dừng lại mà tiếp tục tấn công chị gái ruột thì sao chị gái ruột thì có thể đưa tao vào bệnh viện tâm thần sao chị gái ruột thì có thể đầu độc làm mù mắt tao sao chị gái ruột thì có thể lợi dụng tao dùng tao làm quân cờ để hại người sao phải đợi đến khi giang vãn vãn hại mày thì mày mới tỉnh ngộ sao giang tư niên vẫn im lặng lắng nghe cho đến khi anh ta nói xong câu cuối cùng vẫn không lên tiếng dù giang diễm học hành kém những lời nói thẳng thắn đến tận tâm can nhưng không có lời nào là sai lời nào cũng chỉ lý họ chính là những kẻ nhát gan đến nỗi không dám thừa nhận sai lầm của mình anh ta vẫn luôn nghĩ đến việc tìm lưu huỳnh để giải thích điều đó thậm chí không thể gọi là giải thích mà là biện minh chối cãi thật là hèn hạ chưa kể anh ta thậm chí còn chưa có bất kỳ hành động thiết thực nào ngay cả việc chuẩn bị một phòng mới cũng là nhờ người giúp việc làm. Là chúng ta đã sai rồi. Xin lỗi Diễm. À, cũng không nên đổ lỗi cho Giang vãn vãn những việc mà cô ta đã làm. Khụ khụ khụ. Lại một tiếng ho nữa. Giang tư niên nắm chặt tờ giấy trong tay, giấu đi vết máu đỏ bên trong. Đây là sự trừng phạt của trời. Anh ta không thể chữa được. Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, sự chú ý của Giang Tư Niên và Giang Thành Vũ lại đổ dồn vào màn hình livestream. Giang Diễm cũng vội vàng cầm lấy điện thoại, thấy độ sáng thấp liền kéo rèm cửa lên. Ngay khoảnh khắc cả căn phòng chìm vào bóng tối, một ánh sáng xanh chói mắt bỗng nhiên bừng lên, toàn bộ sân khấu hiện ra hoàn hảo trước mắt mọi người. Nếu tình yêu đã quên, nước mắt không muốn rơi xuống. Giọng hát du dương, êm ái, như tiếng thiên thần, dường như có thể xuyên qua màn hình và vượt qua giới hạn thời gian và không gian, đến được tận đáy lòng mỗi người. Giang Tư Niên và những người khác chưa từng biết Giang Lưu Huỳnh biết hát, ngay cả ngày đầu tiên trên màn hình đã có người nói giang lưu huỳnh từng tham gia chương trình ca hát nhưng đây là lần đầu tiên họ được nghe cô ấy hát trực tiếp nếu tình yêu đã hiểu cái giá của lời hứa dùng niềm vui của em nói cho anh biết buông tay lúc này là đúng trong thời gian ngắn ngủi của một bài hát ba người họ mở mắt ra thì nước mắt đã tuôn rơi không chỉ vì giai điệu của bài hát mà còn vì lời bài hát thấm thía em gái chị gái không muốn những người thân này nữa sao đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu họ. Đúng lúc này, trên màn hình vang lên một âm thanh nhắc nhở đột ngột. Tinh do mọi người còn nhớ Tinh Tinh đã nói gì không? Chức năng tương tác đây ngã sẽ chọn một người bạn có liên quan đến ký ức lần này trong số 10 tỷ khán giả lên chương trình hôm nay. Giang Tư Niên và những người khác nhìn mà không hiểu gì cả. Quả cầu xanh này đến từ đâu? Chức năng tương tác là gì? Còn nữa, tại sao giọng nói của nó lại giống Lưu Huỳnh đến thế? Nhưng nó lại không lạnh lùng như Lưu Huỳnh, trái lại rất hoạt bát. Ngay sau đó, trên màn hình của mọi người xuất hiện một cửa sổ nhỏ, xuất hiện khuôn mặt của một người hoàn toàn xa lạ. Ca sĩ chính, Trần Niều, Trần Niều kìa, ngôi sao lớn a a a sao cô ấy lại đến đây. Chương trình này đỉnh quá, ngay cả ca sĩ nổi tiếng như vậy cũng đến. Nhưng mà, livestream ký ức này, mời cô ấy đến làm gì? Hát một bài giữa chương trình để chúng ta thư giãn. Nhưng xin lỗi nha, vừa rồi nghe Lưu Huỳnh nhà chúng tôi hát đã rất chữa lành rồi. Đừng dừng lại, tiếp tục phát sóng đi hu 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 nghe mà khóc, tuy trước kia tôi đã nghe rồi, nhưng nghe lại vẫn rất hay. Còn là góc nhìn này nữa, cảm giác chất lượng âm thanh còn tốt hơn cả đài truyền hình Fruit nữa. Đoán mò là có liên quan đến ca sĩ giấu mặt, đừng quên Trần Điểu là giám khảo thường trực của chương trình đó, chẳng lẽ là đến để nói về cảm nghĩ khi tiếp xúc với Giang Lưu Huỳnh, chẳng lẽ là để tiết lộ bí mật đen tối của chương trình. Lưu Huỳnh nhà tôi hát hay như vậy sao lại không phải là người chiến thắng? Không, Đúng hơn là tôi đến đây để nói cho mọi người biết Giang Lưu Huỳnh không phải là thiên tài như các người nghĩ." Trần Niểu từ từ mở lời, khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị lại càng thêm vẻ khinh thường, là sự khinh miệt đối với câu nói sao lại không phải là người chiến thắng. Cô ấy vốn không muốn đứng ra nói chuyện này, nhưng suy nghĩ kỹ lại, đây là livestream của 10 tỷ người, cả trong và ngoài nước đều đang xem cùng lúc, đây cũng là cơ hội để cô ấy tiến ra quốc tế. Hơn nữa cô ấy vốn đã không hài lòng với những tin tức tìm kiếm nóng về Giang Lưu Huỳnh trong hai ngày nay ngay cả chương trình mới nhất của cô ấy cũng không ai xem nữa tất cả đều đang xem livestream ký ức này cũng không biết có gì hay chẳng phải chỉ là ký ức thôi sao cứ để cô ấy làm người đầu tiên vạch trần tài năng giả dối của giang lưu huỳnh đi bài hát giang lưu huỳnh hát trong chương trình không phải do cô ấy viết cô ấy đã đạo nhạc bài hát của học trò tôi chính là người chiến thắng trong cuộc thi đó diệp thử thử nhưng tôi thấy giọng hát của cô ấy rất độc đáo tiếc tài nên không vạch trần cô ấy ngay khoảnh khắc lời này được nói ra toàn bộ màn hình bị bao phủ bởi những dòng chữ chất dày đặc. Đạo nhạc, bà già này ngay từ đầu đã vu khống Lưu Huỳnh nhà chúng ta với mục đích gì vậy? Bài hát này rõ ràng là được viết riêng cho cô ấy làm sao có thể là đạo nhạc được. Chuyện gì cũng đừng nói chắc chắn quá, Trần Niểu là người nổi tiếng cỡ nào, Giang Lưu Huỳnh là người nổi tiếng cỡ nào. Cô ta có cần thiết phải vu khống Giang Lưu Huỳnh không? Thực ra mà nghĩ kỹ thì đúng là có vài điểm đáng ngờ, Giang Lưu Huỳnh rõ ràng chưa từng học hát, huống hồ là sáng tác nhạc mà cuộc thi cuối cùng của chương trình này tôi nhớ là phải dùng bài hát gốc làm sao có thể là do cô ấy viết được chứ không ngờ lưu huỳnh càng ngày càng xấu xa chẳng lẽ sau này cô ấy thực sự trở nên đen tối trả thù và hại chớt giang vãn vãn mọi người bàn tán xôn xao luôn có một số người giả vờ thánh thiện giả công bằng giả vờ tốt bụng nói giang lưu huỳnh không nên trả thù dù giang vãn vãn có thực sự sai thì cũng nên để pháp luật trừng phạt công lý có thể đến muộn nhưng tuyệt đối không vắng mặt Câu nói này đối với Giang Lưu Huỳnh đã mất rồi thật là nực cười, đối với Giang Vãn Vãn trước khi livestream ký ức bắt đầu cũng vậy. Giang Tư Niên nhìn những cư dân mạng như cỏ dại ấy, muốn xuất hiện ngay lập tức trong livestream để mắng họ. Lưu Huỳnh cả đời đã làm rất nhiều việc tốt, cứu sống rất nhiều người, chỉ vì một việc xấu mà bị họ lên án ác độc. Thật không thể chịu nổi, họ dám làm thế sao? Giang Tư Niên đập mạnh xuống giường, phát ra một tiếng động lớn, đồng thời thu hút ánh nhìn của hai người khác trong phòng bệnh. Thấy cảnh này, giang thành vũ chọn im lặng tiếp tục xem livestream giang diễm thì không vui đá vào bánh xe dưới gầm giường anh ta đồng thời chất vấn mày tin tất cả những gì người đàn bà này nói sao lưu huỳnh tuyệt đối không đạo nhạc hai năm chúng ta ở bên nhau cô ấy đã dạy tao rằng ăn cắp thành quả lao động của người khác là điều đáng xấu hổ vì vậy cô ấy tuyệt đối sẽ không đạo nhạc của người khác chắc chắn là người đàn bà này đang nói dối lực vừa rồi mạnh đến nỗi cả chiếc giường cũng rung lên Y tá ngoài cửa nghe thấy tiếng ồn ào định vào xem xét, nhưng bị một người khác ngăn lại. Trong đó có ba tên điên, cô vào chỉ là làm bia đỡ đạn thôi, cứ yên tĩnh ở đây trong cửa đi, còn có thể lén xem livestream nữa. Trên màn hình, cuộc tranh luận càng lúc càng dữ dội, có người nghi ngờ Trần Niểu, nhưng nhiều người hơn lại nghi ngờ Giang Lưu Huỳnh. Theo lời họ nói, thì một ca sĩ nổi tiếng như Trần Niểu làm sao lại đi vu khống một ca sĩ mạng. Dù sao thì sau khi Giang Lưu Huỳnh hát bài hát này xong thì đã biến mất khỏi làng nhạc rồi. Xem ra không sai rồi, Giang Lưu Huỳnh vốn dĩ là vì tiền, làm sao có gì gọi là ước mơ âm nhạc, kiếm được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu thôi, kiếm được tiền rồi thì chuồn mất. Chân Niểu thấy rất thoải mái, trước đây có rất nhiều cư dân mạng nghi ngờ cô ấy vì đã chấm điểm thấp cho Giang Lưu Huỳnh, khiến cô ấy không giành được giải nhất. Bây giờ cuối cùng sự thật đã được sáng tỏ, thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy tiếp tục nói, những gì tôi nói đều là sự thật. Học trò của tôi Diệp Thử Thử đã đưa cho tôi một nửa bản nhạc của bài hát này trước một ngày bắt đầu cuộc thi, chỉ là lời bài hát cô ấy vẫn chưa nghĩ ra. Ai ngờ ngày hôm sau lại bị Giang Lưu Huỳnh lấy trộm và đã viết xong lời. Thấy cô ấy có thể viết ra được lời bài hát hay trong thời gian ngắn như vậy nên tôi không vạch trần cô ấy, thậm chí còn để cho cô ấy giành được giải nhì. Đương nhiên không phải vì lý do đó, mà là vì không có bằng chứng. Diệp Thử Thử chỉ hát một đoạn giai điệu trước mặt cô ấy, căn bản không có gì gọi là bản nhạc như cô ấy nói. Nếu thực sự có, cô ấy đã tố cáo Giang Lưu Huỳnh rồi, những lời nói bây giờ chỉ là bịa đặt để cho mọi người tin tưởng hơn những lời mình nói mà thôi. Nhưng lạ là tại sao livestream không phát sóng cảnh cô ấy nghe lén thử thử hát. Nếu có video này, tội danh ăn cắp của Giang Lưu Huỳnh sẽ được chứng minh. Ngay giây tiếp theo, hình ảnh đột nhiên quay ngược lại, đến một góc nhỏ phía sau sân khấu. Giang Lưu Huỳnh đang hát một đoạn giai điệu, nghe thôi cũng biết đây chính là bài hát cô ấy vừa hát. Chào, vòng tuyển chọn trước hình như tôi chưa gặp bạn thầy của bạn là ai vậy? Ánh mắt mọi người theo ánh mắt Giang Lưu Huỳnh chuyển từ lời bài hát trên tay sang. Là một cô gái có khuôn mặt tròn trịa, mặc váy màu hồng, tóc buộc hai bím, trông rất dễ thương. Mọi người nhìn thoáng qua là nhận ra đây chính là Diệp Thử Thử đã giành giải nhất, không chỉ xinh đẹp và đáng yêu, mà ngay cả tên cũng rất đặc biệt. Nhưng so với cô ấy thì giọng hát và bài hát của cô ấy lại rất tầm thường, không để lại ấn tượng gì sâu sắc trong lòng mọi người. Hả? Giang Lưu Huỳnh rõ ràng cũng không ngờ lại có người chủ động nói chuyện với mình nên hơi vội vàng và ngượng ngùng đứng dậy. Dù ánh mắt đánh giá của Diệp Thử Thử khiến cô ấy cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn lịch sự trả lời. Tôi không có thầy, tôi được chọn qua vòng tuyển chọn dân gian. Diệp Thử Thử nghe xong, nụ cười trên khóe miệng lập tức biến mất, dùng giọng nhỏ khinh bỉ nói. Hóa ra là người không có thầy. Khán giả lập tức ngây người. Hé hé, thay đổi sắc mặt lợi hại thật, đồ đệ của Trần Niểu nhìn qua không phải là người tốt gì đâu. Không có thầy chứng tỏ Lưu Huỳnh nhà chúng ta hoàn toàn là tự mình được chọn, Diệp thử thử cô có tư cách gì mà khinh thường Lưu Huỳnh nhà chúng ta. Hơn nữa, vừa rồi tôi không nhìn nhầm chứ là lời bài hát này đúng không? Trần Niểu không phải nói đây là lời bài hát cô ấy vừa nghĩ ra sao? Cái này, cái này vẫn là thử thử mà tôi quen sao? Giả vờ đúng không? Có phải là Giang Lưu Huỳnh nghe nhầm người khác nói không? Giang Lưu Huỳnh căn bản không muốn để ý đến người phụ nữ này, trong lòng nghĩ chỉ cần mình rời đi là được rồi. Điều bất ngờ là, khi cô ấy vừa quay người định bước đi thì đột nhiên bị người ta nắm lấy tay chị đừng đi vội mà là bài hát chị vừa hát ấy cho em xem bản nhạc của chị được không em cảm thấy có một vài chỗ không được ổn lắm thấy chị không có thầy nên muốn giúp chị sửa lại diệp thử thử vừa nói vừa cố ý nghiêng đầu làm ra vẻ rất tốt bụng không ngờ ánh mắt giả dối và tham lam đã bộc lộ suy nghĩ trong lòng cô ta giang lưu huỳnh kiên quyết rút tay ra lạnh lùng đáp không cần nói xong cô ấy vội vã đi về phía nơi có nhiều nhân viên nghĩ rằng như vậy thì dù Diệp Thử Thử có muốn níu kéo cô ấy cũng phải để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Quả nhiên như cô ấy dự đoán, cô ta không đuổi theo. Còn ống kính cũng từ lúc đó rời khỏi Giang Lưu Huỳnh, theo bước chân Diệp Thử Thử đến phòng trang điểm. Nhân vật xuất hiện tiếp theo chính là Trần Niểu đang có mặt trong livestream. Dù nhân vật trong hình chưa mở miệng nói một lời, nhưng Trần Niểu ngoài màn hình đã đổ mồ hôi đầm đìa, nhíu chặt mày. Lý do rất đơn giản, cô ấy rất rõ ràng biết điều gì sắp xảy ra. Thầy ơi, thầy ơi, con vừa nảy ra ý tưởng hát được một đoạn giai điệu khá hay thầy nghe thử xem được không ạ à? diệp thử thử dựa đầu vào tay trần niểu nũng nịu, nhưng ai nhìn thấy vẻ mặt này lại nghĩ cô ta là cô gái kiêu ngạo lúc nãy trần niểu dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên trán cô ta dù động tác không quá nhẹ nhàng nhưng lời nói vẫn thể hiện sự cương chiều. con này dù có nghĩ ra giai điệu thì làm sao có thể nhanh chóng viết thành một bài hát ngày mai con cứ hát bài hát mà thầy chuẩn bị cho con nghe chưa diệp thử thử đương nhiên cũng không hy vọng thay đổi bài hát tạm thời nhưng mục đích của cô ta chỉ là để trần niểu nghe trước giai điệu này và để cô ấy tin rằng giai điệu này là do chính cô ta nghĩ ra thầy nghe thử đi mà lúc con hát đoạn giai điệu này có một cô gái còn khen con nữa thầy chắc chắn cũng sẽ thích trần niểu nghe thấy câu có một cô gái khen cô ta thì sắc mặt không được tốt chất vấn sao con có thể hát bài hát chưa phát hành cho người khác nghe được thôi được rồi thôi được rồi ai bảo con là cháu gái của thầy cứ hát một đoạn cho thầy nghe đi cư dân mạng liên tục ngạc nhiên Thầy Trần Niểu thầy bị lừa rồi hu hu hu. Diệp thử thử là một con hồ ly tinh à tôi má ơi. Tôi còn tưởng cô ta là em gái ngọt ngào đáng yêu kế bên, không ngờ lại diễn trò này với tôi. Gì, một người thầy, không nghe người ta nói sao, cháu gái thầy đó nha ngã là người nhà đấy. Nào nào nào, chúng ta phân tích lại. Đầu tiên, Diệp thử thử nói là do cô ta sáng tác. Hơn nữa Giang Lưu Huỳnh lại trở thành người nghe trong lời cô ta. Tiếp theo là Trần Niểu nói thử thử là cháu gái cô ta. Má ơi, đây là người nhà đấy chứ cũng không thể nói như vậy được thầy trần niểu nói cháu gái chỉ giúp cô ấy nghe giai điệu thôi cũng không nói là giúp cô ấy gian lận đâu mà phải không thầy trần niểu chúng tôi là fan của thầy nhất định sẽ bảo vệ thầy lời này đúng là có lý trần niểu trong livestream chỉ có thể cười gượng lại còn xen lẫn chút đáng chát đương nhiên không phải vì bị diệp thử thử lừa lý do thì không được biết cô ấy chỉ có thể trong lòng cầu xin trời đất cứ phát sóng đến đây thôi tuyệt đối đừng phát tiếp tuyệt đối đừng phát tiếp. Ai có thể nói cho cô ấy biết tại sao livestream của Giang Lưu Huỳnh lại có thể phát sóng những cảnh mà cô ấy không nhìn thấy. Điều này là thế nào vậy? Thật tiếc, lời cầu nguyện của cô ấy không được đáp ứng. Hình ảnh đã đến đoạn diệp thử thử hát xong giai điệu. Trần Niều lập tức vui mừng. Đây thực sự là giai điệu do con nghĩ ra. Tốt, rất tốt. Có bản nhạc không? Dĩ nhiên là Diệp Thử Thử không có bản nhạc, nếu không cô ta đã mang bài hát hoàn chỉnh đến trước mặt Trần Niều rồi. Thật tiếc, không có thầy ơi. Con cũng vừa nghĩ ra, nhưng mà, cô gái vừa nghe con hát, hình như là ca sĩ của nhóm dân gian, nghe xong con thấy cô ấy đi về phía thầy dạy nhạc, thầy nói xem cô ấy có. Trần Niểu hơi tức giận đập mạnh vào bàn, không vui nói, những người không có thầy dạy cũng có thể gọi là ca sĩ sao? Tôi thấy cô ta là muốn ăn cắp ý tưởng của con. Nói xong, cô ấy đứng dậy định đi ra ngoài. Diệp Thử thử lập tức đoán được cô ấy định đi đâu, vội vàng giữ lấy tay cô ấy nói, "Thầy đừng đi, con chỉ đoán thôi." dù cô ấy thực sự muốn mượn ý tưởng của con. Trong một ngày ngắn ngủi cũng không thể nào đúng không? Chương trình ca sĩ giấu mặt không hề có buổi diễn tập, ngay cả giám khảo cũng không thể nghe trước bài hát của mỗi ca sĩ, vì vậy lúc này Trần Niểu như chặt mày. Giai điệu hay như vậy nếu thực sự bị cô ấy dùng, thì sau này thử thử không thể dùng nữa. Hay là, cứ giữ nguyên lời bài hát của con, đổi giai điệu thôi, ngày mai khi bốc thăm, tôi sẽ đánh dấu cho con, sắp xếp con lên sân khấu trước. Gì chứ? Tuyệt vời! cảm ơn dì ruột yêu quý nhất của con. Diệp thử thử không ngờ Trần Niểu lại yêu thích bài hát này đến vậy. Vui mừng lại lầm bẩm một câu. Xem ra con sắp nổi tiếng rồi. Đúng vậy, giờ cô ta thực sự nổi tiếng rồi. Diệp thử thử, cô đúng là xấu xa. Nổi tiếng rồi nổi tiếng rồi. 10 tỷ khán giả đang xem đó nha. Diệp thử thử chắc chắn sẽ vui lắm. AI có thể gọi cả Diệp thử thử đến livestream không? Muốn xem vẻ mặt tức giận của cô ta hi, hi. Than ôi, nghe nói Diệp thử thử đi đóng phim rồi giờ chắc không chơi điện thoại được nữa rồi, tiếc thật. Nhưng nhìn vẻ mặt của Trần Điều cũng khá thú vị, nhìn cái bóng trên màn hình của cô ấy, có phải là động tác tắt camera không nhỉ? Nhưng cô ta sẽ phải thất vọng, quả cầu xanh đã đặt ra 100 câu đố mẹo để tắt camera. Đặt một con gà và một con ngỗng vào tủ lạnh cùng một lúc, tại sao gà chớt mà ngỗng không chớt? Cô ta làm sao biết được chứ, cô ta lại không phải là ngỗng. Trần Niều liên tiếp trả lời sai rất nhiều câu, suýt nữa làm cô ta phát điên. Điều còn đáng sợ hơn là trên màn hình của cô ta có một dòng chữ, nếu bỏ điện thoại xuống và cố gắng rời khỏi livestream, những bức ảnh trong album ảnh riêng tư trong điện thoại của bạn sẽ được đăng tải lên top tìm kiếm nha. Hình ảnh kết thúc trước khi cô ta hoàn toàn sụp đổ, đến cảnh bốc thăm ngày hôm sau, cũng là cảnh gây tranh cãi nhất của Giang Lưu Huỳnh, đồng thời cũng là cảnh gây tranh cãi nhất. Thứ tự bốc thăm vốn dĩ là theo thứ tự số hiệu trên ngực họ, nghĩa là Diệp Thử Thử đeo mặt nạ chuột là người đầu tiên, còn Giang Lưu Huỳnh đeo mặt nạ quái vật là người thứ 9 cũng là người cuối cùng. Ai ngờ MC lại thay đổi quy tắc. Những cuộc thi trước hình như đều bắt đầu từ số 1 đúng không? Bây giờ, dù sao mọi người cũng đã đeo mặt nạ rồi, vậy thì cứ bắt đầu từ người cuối cùng đi sao? Diệp thử thử đeo mặt nạ nên không nhìn thấy biểu cảm, còn từ góc nhìn của Giang Lưu Huỳnh, cách đó 20 mét, biểu cảm của Trần Niểu đang ngồi ở hàng ghế giám khảo rõ ràng là cứng đờ. Nhưng những giám khảo khác đều đã dùng giọng điệu đùa cợt đồng ý, cô ta không thể phản đối. Thấy cô ta vẫn chưa nói gì, Giang Lưu Huỳnh đã đến trước hộp bốc thăm, cô ta vẫn không dám đánh cược, vội vàng bước tới ôm lấy eo Giang Lưu Huỳnh, cầm áp vào đầu cô ấy nói Chị ơi, hôm nay chị để em bốc trước được không ạ? À? Hôm qua em đặc biệt đi tìm thầy bói xem bói, nói hôm nay em sẽ xui xẻo, chỉ cần làm gì cũng phải là người đầu tiên mới có thể tránh được vận đen hôm nay thôi Nhưng mà, thứ tự xuất hiện thì em không dám hy vọng là người đầu tiên, thứ tự bốc thăm cứ để em bốc trước được không ạ? À? giọng nói ngọt ngào này rõ ràng là tự bộc lộ thân phận hầu hết mọi người đều đoán ra cô ta chính là diệp thử thử mặc dù lý do này khó tin đến mức mẹ ruột cũng không tin nhưng cô ta là diệp thử thử ngọt ngào và đáng yêu mà diệp thử thử đáng yêu và ngây thơ nhất thế giới mà xin lỗi dù sao đây cũng là quy tắc chúng ta phải tuân thủ quy tắc đúng không mc mc nhìn thấy dòng chữ quy tắc bất ngờ được thêm vào trên tay lại nhìn diệp thử thử đang nũng nịu và giang lưu huỳnh không nhường bước đã gặp khó khăn trong lòng vạn phần không hiểu rốt cuộc ai đã thêm dòng quy tắc mới này vào. Diệp thử thử còn định nói thêm gì đó, nhưng Giang Lưu Huỳnh đã nhanh chóng lấy ra từ hộp một tờ giấy dày hơn những tờ khác, mở ra và dơ lên cho mọi người xem. Con số một to đùng. Diệp thử thử quay lưng lại nên chưa nhìn thấy, như sợ người khác giành giật, liền đưa tay vào tìm kiếm. Đoạn này đoàn làm phim không hề cắt bỏ, ngược lại còn dùng cách cắt ghép bóp méo sự thật. Đặc biệt là cảnh Giang Lưu Huỳnh hất tay Diệp thử thử ra, và cảnh cô ấy vội vàng dơ tờ giấy lên cho mọi người xem đều được chiếu cận cảnh. Tất cả những gì đang diễn ra mới là sự thật. Má ơi, con chuột chớt tiệt, chương trình chớt tiệt, thầy giáo chớt tiệt, tất cả đều chớt hết đi. Lưu Huỳnh nhà chúng ta từ đầu đến cuối chỉ tuân thủ quy tắc thì có gì sai chứ. Ngược lại là Diệp Thử Thử, rõ ràng là người cuối cùng bốc thăm, lại là người thứ hai đưa tay vào, đoàn làm phim còn cắt bỏ đi là có ý gì. Điều hài hước là lúc đó mọi người đều mắng Lưu Huỳnh là tiểu nhân đắc chí hát chắc chắn cũng dở, kết quả bài hát của cô ấy được phát ra, lập tức trở thành cô gái có năng khiếu nhưng lại không để ý đến mọi thứ, ha ha ai hiểu được tâm trạng dở khóc dở cười này của tôi. Bây giờ sự thật đã rõ ràng, luận điệu dư luận lập tức nghiêng về một phía, ngày càng nhiều người bắt đầu lên án cặp thầy trò thực tế là gì cháu này, Trần nhiều lợi dụng thân phận giám khảo để thao túng ngầm, không được thì cho cháu gái mình điểm cao, cho người khác điểm thấp, còn cháu gái thì càng không biết xấu hổ, trực tiếp đạo nhạc của người khác đây quả là một chương trình tệ hại và hai người phụ nữ tồi tệ, tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy họ trên đất nước chúng tôi, nếu không tôi sẽ lập tức lên đạn cho khẩu súng của mình. IP Mỹ, dù chân Niểu là một người nổi tiếng, nhưng vẫn có một số anti fan, dù thỉnh thoảng nghe thấy những lời nói không hay cũng có thể coi như không thấy, nhưng bây giờ, vụ bạo lực mạng quy mô lớn này là lần đầu tiên cô ấy trải qua. Hơn nữa, đây là livestream có 10 tỷ người xem mà. Cô ấy không những không tiến đến sân khấu quốc tế như dự đoán, mà còn mất đi con đường lui cuối cùng vì sự việc này. Đi nước ngoài cũng không thể trốn tránh những lời chửi bới, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Lúc này, trên màn hình điện thoại của cô ấy lại xuất hiện một câu hỏi nữa. Mắt kính mới mua của Tiểu Minh có một lỗ. Đây đã là câu đố mẹo thứ hai mươi mấy mà Trần Niểu liên tiếp làm rồi, cô ấy vừa trả lời câu hỏi, vừa phải chịu đựng những lời mắng chửi ào ào, tinh thần cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, thậm chí chưa kịp đọc xong đề bài, liền hét lên một tiếng chói tai. A a a livestream này là một trò lừa đảo lừa đảo. Nói xong, cô ta lập tức ném điện thoại xuống đất. Ngay giây sau khi buông tay, một từ khóa tìm kiếm nóng hổi mới xuất hiện trên toàn mạng. Chấn động, ca sĩ nổi tiếng hóa ra lại là kẻ bắt nạt ở trường học. Những bức ảnh ta nhẫn xuất hiện, mỗi bức ảnh đều tràn đầy máu me và tàn bạo, còn góc chụp lại nhằm thỏa mãn sở thích ngắm nhìn khoe khoang của kẻ bạo lực. Cho đến bức ảnh chụp chung cuối cùng, chân niểu đang cười tươi giói đứng ở vị trí trung tâm. Nhìn xong đoạn ký ức này, môi giang tư niên không khỏi run rẩy. Là tôi sai rồi, lúc nãy tôi lại. Em trai nói đúng rồi, Lưu Huỳnh căn bản không đạo nhạc của người khác. Ngoài sự tự trách, Giang Tư Niên còn nhận ra một điểm bất thường, cũng chính là từ bài hát đó mà anh ta nhận ra. Theo lý thuyết thì lúc đó Lưu Huỳnh đã 17 tuổi rồi, giọng nói của cô ấy bây giờ chắc chắn sẽ không khác quá nhiều. Nhưng mà, giọng nói của cái robot chớt tiệt này sao lại giống hệt giọng nói anh ta nghe được qua điện thoại vậy? Chẳng lẽ Lưu Huỳnh bây giờ đang giả vờ làm AI dẫn chương trình livestream sao? hay là người nghe máy từ đầu đến cuối không phải là anh cả thấy rồi chứ em nói đúng mà bài hát của chị lưu huỳnh do chính chị ấy viết chị ấy không đạo nhạc thậm chí còn dùng siêu năng lực và trí tuệ của mình để vạch trần mưu kế của cái gì mà niểu cái gì mà thử thử giang diễm nói những lời này đầy tự hào khinh thường liếc nhìn giang tư niên nhưng phát hiện anh ta không có phản ứng gì vì thế lại không cam tâm mà bước tới chọc chọc anh ta anh cả anh có nghe em nói không vậy lúc nãy anh lại tin những lời đồn đại đó anh mau gọi điện thoại xin lỗi chị lưu huỳnh đi xin lỗi đương nhiên chỉ là cái cớ dù sao bây giờ họ cũng không có mặt trong livestream chị lưu huỳnh chắc chắn không nghe thấy còn mục đích thực sự giang diễm đương nhiên sẽ không nói với giang tư niên là anh ta muốn nhân cơ hội này để tố cáo anh ta và thể hiện sự yêu thích bài hát của chị gái mình vì đã xác định mình chỉ có một người chị gái là lưu huỳnh anh ta nên ngay lập tức kiên định hàn gắn lại bất kể bằng cách nào nịnh nọt hay kể khổ anh ta nhất định phải hàn gắn lại mối quan hệ với chị gái mình. Nhưng mà lúc này sự bất an trong lòng Giang Tư Niên đã dần dần biến thành sự hoảng sợ. Những lời nói liên tiếp của Giang Diễm đã vô tình đâm trúng tim đen của anh ta, lập tức làm bùng nổ cảm xúc của Giang Tư Niên. Mày im, im miệng lại. Cùng với tiếng quát giận đó, anh ta lại ho, lần này ho dữ dội hơn bất kỳ lần nào trước đây, anh ta che miệng lại, nhưng máu vẫn dỉ ra từ kẽ tay, rơi xuống ga trải giường trắng tinh giang thành vũ và giang diễm dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề nhìn nhau một cái giang diễm lập tức chuồn đi tìm bác sĩ khách sạn các nhìn cô gái đang nằm trên giường da trắng bệch như giấy mái tóc đen dài như thác nước chảy ra trên ga trải giường trắng tinh vài lọn tóc dính vào má cô ấy giống như nàng bạch tuyết trong chuyện cổ tích hoàn toàn không có dấu hiệu đã chết từ lâu thậm chí còn không có dấu hiệu thối giữa ava tỉnh lại đi các không nhịn được mà khẽ gọi một tiếng Lúc này biểu cảm trong mắt anh ta có thể nói là nhiều hơn tất cả những người trong tổ chức cộng lại. Ai mà ngờ được sát thủ đứng đầu tàn nhẫn nhất trong God Shadow lại nhẹ nhàng dùng tiếng nước ngoài để cố gắng đánh thức một người chết. Thậm chí còn không tin vào điều này mà đưa tay ra thử xem cô ấy có thở không, làn da trắng của người da trắng lúc này cũng không trắng bằng làn da không chút huyết sắc của Giang Lưu Huỳnh. Cô ấy thực sự đã ngừng thở, nhưng nếu nghe kỹ lại, trong mắt các lóe lên vẻ khó hiểu, nhẹ nhàng dựa đầu vào ngực cô ấy. Âm thanh chuyển động nhỏ của máy móc khứu giác của anh ta không khác gì Giang Lưu Huỳnh, dù Bạch Ly đã dùng máy nhỏ nhất, nhưng vẫn bị anh ta nghe thấy. Trên khuôn mặt lạnh lùng đó cuối cùng cũng xuất hiện biểu cảm khác lạ. Cuối cùng cầm lấy điện thoại, soạn tin nhắn xóa đi sửa lại. Nhấn gửi, Ava xác nhận tử vong, tinh, cùng với tiếng nhắc nhở trong trẻo vang lên. Màn hình điện thoại mà các vừa nhấn nút gửi đột nhiên hiện ra một quảng cáo mà thiết bị do tổ chức cấp phát chưa từng xuất hiện loại này. Nhấn vào để xem ký ức của tội phạm nổi tiếng Trung Quốc Giang Lưu Huỳnh. Dù lúc này sự cảnh giác của anh ta đã tăng lên mức cao nhất, nhưng dòng chữ đỏ nổi bật ở trên cùng màn hình vẫn thu hút ánh mắt anh ta. Giang Lưu Huỳnh, không phải đó là tên tiếng Trung của Ava sao? Nhưng điều khiến anh ta càng nghi ngờ hơn là hai chữ tội phạm, các thực sự không thể liên hệ cô gái trong ký ức với danh từ này. Hơn nữa livestream ký ức thậm chí còn có thể tiếp tục phát sóng sau khi rời khỏi cơ thể cô ấy. Nghĩ đến đây, các lập tức nhíu mày, có vẻ như anh ta phải ở lại Trung Quốc lâu hơn một chút nếu không thì giáo phụ sẽ không dễ dàng bỏ qua dù sao cô ấy cũng biết quá nhiều bí mật của tổ chức đôi mắt xanh đậm của người đàn ông lại rơi xuống giang lưu huỳnh đang ngủ say anh ta khẽ cúi người xuống đưa tay nhẹ nhàng vén mái tóc che trước chán cô ấy ra sau tai chúng ta sẽ về nhà muộn hơn một chút nhưng đừng lo lắng anh sẽ giúp em rời khỏi đây câu nói này nghe rất bình tĩnh nhưng vẫn không thiếu chút dịu dàng nào đúng lúc này điện thoại của anh ta đột nhiên tự động mở quảng cáo đó cậu giang đợi chút đây là số điện thoại của tôi nếu cậu muốn phát triển giấc mơ âm nhạc thì nhớ liên hệ với tôi một giọng nam truyền đến từ điện thoại cắt ngang bầu không khí lãng mạn giữa hai người lại một lần nữa khiến các cảnh giác phá vỡ tường lửa của tổ chức gửi quảng cáo thậm chí tự động mở liên kết những người có thể làm được điều này rất ít ava cũng là một trong số đó vậy thì xem thử xem các liền cầm điện thoại ngồi xuống ghế bên cạnh giường lúc này giang lưu huỳnh đã không còn đeo mặt nạ quái vật nữa Mái tóc mái cũng được kẹp sang một bên. Khuôn mặt không hề ngụy trang đã làm cho mọi người trong livestream kinh ngạc. A à, a, à, à, Lưu Huỳnh nhà chúng ta xinh đẹp quá, nhưng tôi vừa xem lại chương trình này, phát hiện ra đoạn tháo mặt nạ lại cắt bỏ phần của Lưu Huỳnh mất. Đoàn làm phim mau ra đây giải thích đi. Chắc là do Giang Lưu Huỳnh tự yêu cầu thôi, lúc đầu không phải chính cô ấy muốn dùng tên Giang Tiểu Viên sao? Đã dùng rồi thì cứ dùng đến cùng thôi. Quan tâm mấy chuyện đó làm gì? bây giờ cuối cùng cũng có thầy để ý đến lưu huỳnh nhà chúng ta muốn giúp cô ấy rồi giang lưu huỳnh tôi ghét cô không tranh đấu đúng vậy rõ ràng đã có thầy đề nghị giúp cô ấy theo con đường âm nhạc tại sao sau này cô ấy lại biến mất không còn dấu vết trong màn hình người đàn ông cao gầy lóe lên một tia tham lam trong mắt liếm môi khô khốc rồi tiếp tục nói cô rất xinh đẹp hát cũng rất hay nhưng mà cô biết mình thiếu cái gì không một người dẫn đường biết người dẫn đường là gì không đó chính là làm học trò của tôi Tôi có thể giúp cô bước vào giới giải trí, hát hay diễn xuất đều được, đến lúc đó cô có thể nhận được không chỉ 2 vạn, 200 vạn, 20 triệu như vậy đâu." Phần trước rõ ràng đều là những lời bình thường, nhưng đến phần sau, người đàn ông càng ngày càng nôn nóng, tay đột nhiên giơ lên, định chạm vào mặt Giang Lưu Huỳnh. Lúc này các ngoài màn hình nắm chặt điện thoại, suýt nữa đã nhìn thủng bàn tay đó. "Cảm ơn thầy Chu, nhưng tôi không cần." Giang Lưu Huỳnh không để lộ chút dấu vết nào mà né sang một bên. Định đi vòng qua anh ta thì lại bị anh ta ngăn lại. Trước khi người đàn ông mở miệng, Giang Lưu Huỳnh nghiêm túc và nghiêm nghị nói trước, "Nếu thầy còn quấy rối tôi nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát." Sắc mặt Chu Kiên Cường lập tức đen lại, thấy âm mưu của mình bị bại lộ liền không giả vờ nữa. "Tôi cho cô cơ hội là xem trọng cô rồi đấy, cô nghĩ chỉ dựa vào giọng hát của một người bình thường không có thân thế địa vị như cô mà có thể thành công sao?" Thấy Giang Lưu Huỳnh vẫn không nói gì, định ra tay thì điện thoại của tôi vẫn đang quay phim. Một câu nói của Giang Lưu Huỳnh khiến Chu Kiên Cường lập tức hụt hơi, tay cứng đờ giữa không trung, ánh mắt rơi xuống chiếc điện thoại đeo trên cổ cô ấy và chiếc camera đen ngòm trên nó. Dường như sợ Chu Kiên Cường không tin, cô ấy nhanh chóng lật điện thoại lại, giơ lên trước mặt người đàn ông. "Còn cuộc trò chuyện giữa thầy Chu và thầy Trần lúc nãy, tôi cũng đã thu âm lại." Giang Lưu Huỳnh tiếp tục kể từng trường hợp. "Lừa tôi ký hợp đồng bồi thường hàng chục triệu, giam giữ tôi." "Đây là lời của thầy Trần, lời của thầy Chu thì sao nhỉ? Để tôi nhớ lại." Chu Kiên Cường không thể tin được mà trợn tròn mắt, rõ ràng lúc đó đã kiểm tra rất kỹ rồi, trong phòng nghỉ căn bản không có ai. Cô ta biết được từ đâu, thậm chí còn thu âm được. Hay là Trần Niểu? Cô, hai người các cô lại dám cấu kết để lừa tôi. Giang Lưu Huỳnh không nói gì, như thể đồng ý vậy. Chu Kiên Cường lập tức nổi giận đùng đùng, anh ta cứ tưởng Trần Niểu đột nhiên nhắm vào một cô gái không có thân thế địa vị như vậy. Cô mau xóa video đi, tôi sẽ đi tìm Trần Niểu ngay đừng tưởng tôi không có bằng chứng của cô ta nói xong anh ta tức giận bỏ đi để lại một đám cư dân mạng ngương ngác và các thở phào nhẹ nhõm căn nhà này đã không còn thuộc về cô ấy nữa nhưng đây lại là lần đầu tiên giang lưu huỳnh không có nhiều cảm xúc về điều đó không có buồn bã không có đau khổ chỉ có hối hận lúc đó tại sao lại trở về giang diễm nhìn chị gái mình trên màn hình mắt nhắm chặt không lộ ra chút buồn bã nào không hiểu sao lại cảm thấy một trận hoảng hốt thậm chí là tức giận cũng được. Tại sao, chị Lưu Huỳnh lại không có chút cảm xúc nào, có phải là bị bệnh không? Chắc chắn là vậy, chị ấy chắc chắn là cảm thấy không thoải mái nên không có sức để biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Giang Diễm nóng lòng muốn đi tìm cô ấy ngay lập tức để xin lỗi, dù chỉ là gặp mặt một lần cũng tốt, ít nhất cũng có thể xác định xem cô ấy có thực sự bỏ rơi gia đình họ hay không. Đúng lúc anh ta đứng dậy, đột nhiên có một xô sơn nước văng tới. Lúc này Giang Diễm đang đeo kính VR lấy trộm từ Giang Tư Niên, thấy xô nước bẩn sắp đổ xuống đầu thì theo bản năng né sang một bên. Nhưng anh ta quên mất đây là ký ức của Giang Lưu Huỳnh, trọng tâm cơ thể nghiêng về phía ghế, lập tức ngã sóng xoài. Đương nhiên, không ít người cũng ngốc nghếch như anh ta, không ít người đang lướt web trong giờ làm, đang ăn mì gói, thậm chí đang đi trên đường cũng bị vấp ngã. Sau nửa phút mới bắt đầu đăng bình luận, ai, ai dám hát nước vào mặt tôi, có biết tôi đang ăn mì gói không? làm đổ cả bát mì của tôi rồi, mau đền mì cho tôi. Thật phiên chớt đi được, tôi vừa mới viết xong bài dài 500 chữ mắng Giang vãn vãn, một số nước làm tôi giật mình nhấn nhầm backspace xóa hết sạch rồi. Thôi được rồi, tôi nói ngắn gọn thôi, Giang vãn vãn cô là một con đĩ. Tôi thấy cô không bằng đá Vương Tuấn rồi cưới Giang Trấn Thiên đi. Trên kia miệng của anh bẩn quá rồi đấy. Giang Vãn Vãn bây giờ mới 16 tuổi. Hơn nữa chuyện đó đã xảy ra từ 6 năm trước rồi. Ai biết sau này sẽ thế nào? giang diễm nói thật khi thấy câu đó cũng hơi tức giận nhưng nghĩ kỹ lại hình như giang vãn vãn đúng là thích nũng nịu với bố dù đã trưởng thành rồi vẫn luôn bám lấy bố Ê, dù anh ta biết đây là thủ đoạn nịnh nọt quen thuộc của giang vãn vãn nhưng vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh sộc lên đầu vội vàng xua tan suy nghĩ chị gái ruột của tôi muốn làm mẹ kế của tôi kỳ quái này đi xa tít tắp nếu giang vãn vãn biết chỉ cần giả vờ đáng thương một chút là có thể bị em trai mình hiểu sai như vậy chắc chắn sẽ tức giận đến nỗi chạy từ khách sạn ra để đánh anh ta đúng vậy là khách sạn cô ta suýt nữa đã lên máy bay ai ngờ lại bị hoãn chuyến bay vào phút chót tiếp theo lại là hộ chiếu có vấn đề không thể đi nước nào cả nghĩ không thể ra nước ngoài thì đi tỉnh khác kết quả vừa đặt chân đến nhà ga thì lại là chứng minh thư có vấn đề nhưng trở về thì cô ta tuyệt đối không dám chỉ cần nhìn thấy ánh mắt muốn rớt cô ta của giang tư niên thôi trở về chắc chắn phải chớt cả trăm lần chỉ đành lừa giang thành vũ rằng mình đã ra nước ngoài thực tế là dùng tiền của anh ta trốn trong một khách sạn Lạ là cô ta tìm kiếm livestream ký ức thế nào cũng không thấy, chẳng lẽ đã ngừng phát sóng rồi? Vậy thì bản ghi lại cũng phải có chứ. Đúng lúc Giang Vãn Vãn đang điên cuồng đổi trình duyệt để tìm kiếm thì livestream vẫn tiếp tục phát sóng mà cô ta không hề hay biết. Điều đáng kinh ngạc là lần này Giang Lưu Huỳnh lại không thể né tránh, cứ thế nhìn nước bẩn pha lẫn đủ loại sơn màu làm ướt đẫm toàn thân. Ha, cuối cùng cũng bắt được cô rồi. Cùng với một giọng nói thay thế, người ta thấy phía sau xô sơn là một khuôn mặt trang điểm đậm ngũ quan không phải là quá tinh xảo, nhưng nhiều người nhận ra người này là ai. Gì chứ, cái gì mà diễm gì đó, tôi mà ơi, lúc nãy còn thấy tên cô ta trên bình luận, chớp mắt đã quên rồi. Trương Diễm, tìm trên wiki thấy là một họa sĩ mạng, tốt nghiệp học viện mỹ thuật Nam Bắc, có gần một triệu người theo dõi trên Duzin, đúng là say rồi, một người nổi tiếng lớn như vậy lại đến bắt nạt Lưu Huỳnh nhà chúng ta, Lưu Huỳnh đã đắc tội gì với cô ta? Ừm. Tôi phát hiện video được ghim trên dujin của cô ta lại là kể về việc Giang Lưu Huỳnh bắt nạt cô ta ở trường học thế nào. Tôi từ từ gõ ra một dấu hỏi chấm màu đen. Các người muốn làm gì? Giang Lưu Huỳnh đợi cho nước bẩn trên mặt chảy hết xuống mới lên tiếng hỏi, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong mắt không hề có chút gợn sóng cảm xúc nào, giống như ánh mắt của bậc phụ huynh nhìn những đứa trẻ đang làm loạn vậy. Nếu không phải lúc này tóc cô ấy ướt sũng dính sát vào da đầu và bộ đồng phục bị sơn làm bẩn dính trên người thì thật sự không nhìn ra chút nào là cô ấy đang lúng túng cô cô trương diễm nhìn thấy vẻ ngoài bất ngờ của cô ấy đến nỗi tức giận đến mức mũi sắp méo mó chỉ tay vào cô ấy nửa ngày chỉ nói được một chữ cô nhưng ngay lập tức lại giả vờ thành một người tốt bụng vô tội cười nhẹ nhàng nói với cô ấy giang lưu huỳnh cô đừng trách tôi độc ác trách thì trách cô đã đắc tội với người không nên đắc tội nói xong trương diễm sai người giữ chặt tay giang lưu huỳnh ấn chặt xuống bàn học còn cô ta thì quay người lấy ra từ ngăn kéo một con dao khắc. Lưỡi dao phản chiếu ánh đèn của lớp học lướt qua trước mắt mọi người, mọi người đều không khỏi nuốt nước bọt. Ánh mắt Giang Diễm lúc này càng sâu hơn. Người phụ nữ này anh ta đã từng gặp ở nhà, Giang Vãn Vãn đã đưa cô ta về. Vậy người mà Trương Diễm nói không nên đắc tội chính là Giang Vãn Vãn sao? Con quỷ độc ác này, Giang Diễm tức giận nắm chặt nắm đấm, định đập vào tường nhưng vẫn nhịn được, chuyển sang đập vào ngực mình. Vừa mắng, đều tại tôi đáng lẽ ra phải phát hiện ra người phụ nữ này không phải là người tốt, chị Lưu Huỳnh đã không phải chịu nhiều oan ức như vậy. Nếu tay chị ấy bị làm sao, anh ta nhất định sẽ khiến hai người này phải trả giá. Ánh mắt Giang Diễm nhìn chầm chầm vào con dao đó, không tự chủ được mà toàn thân căng cứng, nổi lên từng gân xanh. Biểu cảm của Giang Lưu Huỳnh không còn bình tĩnh như lúc nãy, mồ hôi không ngừng túa ra từ chán, hòa lẫn với nước bẩn trên má rồi chảy xuống. Tại sao lại cắt tay tôi? Kỹ năng hội họa của tôi căn bản không sánh được với các người, căn bản không cần lo lắng tôi sẽ tranh giành suất của các người ở căn cứ số 1. Cô tự cho rằng hai năm nay chưa từng đắc tội với ai, bất kể những khó khăn mà Giang Vãn Vãn gây ra cho cô, hay sự cô lập của các bạn cùng lớp, cô đều nhẫn nhịn. Đều là vì ngày này, sắp chịu đựng đến nơi rồi, có thể rời khỏi trường học, rời khỏi Bắc Kinh với danh nghĩa tập huấn, đến một nơi không ai quen biết cô để học hành nghiêm túc một năm, thi đậu đại học lý tưởng thì có thể hoàn toàn nói lời tạm biệt với quá khứ. Tại sao họ lại đối xử với mình như vậy? rõ ràng trước đó đã trốn rất tốt, tại sao lần này lại bị mắc bẫy? Ha 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 tôi đương nhiên biết rồi, cô đừng có mà tưởng chúng tôi sợ cô tranh giành xuất chứ. Cô, học sinh xếp cuối cùng đấy. Trương Diễm từ đáy lòng khinh thường học sinh kém này, thành tích kém thì thôi đi, phác họa, vẽ nhanh, màu nước lại không được cái nào cả, cho 80 điểm là hết cỡ rồi. Thật là nực cười, lại tưởng rằng cô ta cắt tay cô là vì chuyện này, đương nhiên là để cô. Nói lời tạm biệt với trường đế chung nhé, Giang Lưu Huỳnh ngã. Trương Diễm cười hí hí định dùng dao khắc đâm vào cổ tay cô. Buông tôi ra. Đúng lúc này, Giang Lưu Huỳnh bộc phát ra sức mạnh chưa từng có. Con dao rơi xuống nhanh chóng, nhưng lệch đi một chút, đâm thẳng vào mặt bàn nhựa, sâu 3-4 cm, có thể thấy lực. Đâu phải là muốn làm hỏng tay cô ấy chứ, nếu con dao đó đâm xuống thì trực tiếp mất mạng rồi. Nhưng Giang Lưu Huỳnh dù có dùng sức thế nào cũng chỉ di chuyển được vị trí cổ tay, Trương Diễm liếc nhìn hai nam sinh đang giữ cô ấy họ cũng bị sức mạnh đột ngột của giang lưu huỳnh làm cho giật mình nhưng rất nhanh lại khống chế được cô ấy cảnh cáo ngoan ngoãn một chút lại động nữa thì đừng trách chúng tôi không khách khí nói rồi lại đưa tay kia kéo tóc giang lưu huỳnh ép cô ấy ngửa ra sau giang lưu huỳnh càng vùng vẫy càng đau khóe mắt càng bị kích thích đến đỏ lên ngoài màn hình không ít người cảm thấy đồng cảm liền mắng chửi ầm ĩ đau chớt mất không ngờ bị kéo tóc lại đau thế sau này tôi không bao giờ kéo tóc con gái trong lớp nữa Fan của Trương Diễm xem đây này, thủ phạm của các người phạm tội rớt người chưa thành, lại còn đổ thừa. Trong video hướng dẫn mọi người bạo lực mạng Giang Lưu Huỳnh, đây là vu khống đấy nhé. Tôi thấy tội nghiệp cho Giang Lưu Huỳnh, nhưng nếu thành tích của cô ấy kém thì tôi chỉ có thể nói. Họ muốn đuổi cô ấy khỏi trường đế chung cũng là điều dễ hiểu thôi, dù sao thì chẳng ai muốn cùng lớp với người kéo chân cả. Huống chi cô ấy còn vào lớp nhờ quan hệ của Bạch Ly, nếu cô ấy không làm những việc vượt quá khả năng của mình thì làm sao lại gặp phải những chuyện này. Chính cô ấy tự chuốc lấy đấy thôi. Hãy trải qua 3 năm bị bắt nạt rồi hãy nói những lời này, chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người khác nên tốt. Trong trường hợp này cô ấy còn chưa bảo vệ được bản thân, nói gì đến chuyện học hành, mạng cũng không còn nữa. Giang Lưu Huỳnh thấy Trương Diễm sắp rút dao khắc ra khỏi mặt bàn mà cô ấy vẫn chưa thể thoát ra được, cô ấy hoàn toàn hoảng sợ. Tôi chỉ muốn học, thật đấy, Trương Diễm cô sẽ bị ngồi tù. Còn các người nữa, bây giờ buông tôi ra còn kịp. Tôi đảm bảo sẽ không nói ra ngoài." Lời nói lắp bắp của cô ấy khiến Trương Diễm dừng động tác rút dao. Tiếp đó cười ha hả, nói: Giang Lưu Huỳnh cô đúng là ngây thơ thật đấy, cô nói ra thì ai tin cô chứ? Ai lại tin một học sinh kém có nhiều vết nhơ như cô chứ? Hơn nữa, nhà cô, bố cô có tin cô không? Anh trai cô có tin cô không? Hay là trông chờ cậu em trai học cấp 2 của cô giúp cô sao? Một đứa trẻ không được bố mẹ yêu thương, thầy cô không giúp đỡ, đừng nói đến bị thương." thậm chí nếu chớt ở trường cũng chẳng ai quan tâm đâu. Trương Diễm rõ ràng là rất hiểu hoàn cảnh gia đình Giang Lưu Huỳnh, nếu không cũng không dám tùy tiện làm những việc này ở trong lớp học. Nhưng cô ta không sợ không có nghĩa là hai nam sinh kia cũng không sợ, vội vàng rục rã. Chị Trương nhanh lên đi, mau cho con xấu xí này một bài học, không thì lát nữa bảo vệ đến tuần tra là xong đời. Đúng lúc Giang Lưu Huỳnh vẫn đang suy nghĩ làm sao để thoát khỏi kiếp nạn này, thì Trương Diễm đột nhiên rút dao ra và đổi hướng trái tim của 10 tỷ khán giả lúc này đều thắt lại ở cổ họng dầm cửa lớp học lúc này mở ra một thân ảnh gầy yếu xuất hiện trong tầm mắt mọi người các người đang làm gì vậy giọng nói nghiêm nghị vang lên người đến là giáo viên ngay khi nhận ra điều đó hai nam sinh lập tức thả lỏng tranh nhau chạy ra cửa trước lớp học hai người chạy cái gì vậy trương diễm bĩu môi tỏ vẻ khinh thường sự bỏ chạy giữa trận chiến của họ nhưng quả thực cũng rất tiếc cơ hội lúc này có người ngoài con dao này cũng dầm một tiếng cắt ngang suy nghĩ trong lòng trương diễm hóa ra giang lưu huỳnh nhân lúc này nhanh chóng dùng chân đá bay con dao khắc trong tay trương diễm khi rơi xuống đất nó lập tức gãy làm đôi nhưng ngay cả sau khi làm xong những việc này nhịp tim của cô ấy vẫn chưa thể ổn định như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn đột nhiên đầu óc choáng váng cô ấy ngã xuống đất trước kia dù có sợ hãi tuyệt vọng đến đâu cũng chưa từng hoảng loạn như bây giờ giang lưu huỳnh không hiểu sao mình lại như vậy nhưng cô ấy cũng không có sức để suy nghĩ, cho đến khi người đến gần cô ấy, vươn tay ra sốt sáng gọi cô ấy, Lưu Huỳnh, nhanh lên, nấp sau lưng cô giáo. Là cô giáo Lâm. Ngay lúc này, trái tim hoảng loạn của cô ấy như thể được một bàn tay dịu dàng vuốt ve, đè xuống, dần dần bình tĩnh, yên lặng, thay vào đó là một dòng nước ấm chảy trong lòng. Giống như chỉ cần cô giáo Lâm đứng ở đây thì cô ấy sẽ có sức mạnh. Giang Lưu Huỳnh thực sự đứng dậy giống như đứa trẻ bám vào người lớn vậy mà nấp sau lưng cô ấy trương diễm nhìn thấy tất cả trong lòng không hề gợn sóng lời nói mỉa mai như rắn độc phun ra từ miệng cô ta tôi còn tưởng là ai chứ hóa ra là của phòng y tế tính là giáo viên gì chứ có bản lĩnh thì cứ tố cáo tôi đi tôi muốn xem trường sẽ giúp lớp nhất hay lớp xếp cuối cùng này khi nói những lời này nụ cười của cô ta càng thêm phô trương đôi mắt híp lại đầy vẻ khinh thường như thể đang nhìn một con kiến vậy Cô giáo Lâm nghe xong cũng không tức giận, mà vẫn giữ thái độ bình tĩnh nói. Bạn học này, làm ơn rời khỏi đây đi, tôi đã nhìn thấy mọi chuyện xảy ra rồi, nếu không muốn tôi báo với hiệu trưởng thì. Cắt, đừng có mà giả bộ, cô thấy rồi thì sao, cô có video không? Mà camera giám sát trong lớp này tôi đã nhờ người hách trước rồi, hơn nữa phó hiệu trưởng là cậu ruột của tôi. Trương Diễm trực tiếp cắt ngang lời cô ấy, biểu cảm càng thêm khiêu khích, dáng vẻ đó giống như một nàng công chúa cao cao tại thượng, cũng không trách nổi người như vậy lại chơi cùng răng vãn vãn. Được rồi, lại đến một tiểu thư nữa, không trách nổi tác phẩm của cô ta sao lại bán giá trên trời, lại còn cứ thế mà có người mua, hóa ra là tự cô ta mua lại thôi à. Chuyên nghiệp kiếm phí giao dịch cho nhà đấu giá đấy. A a a cô giáo lâm của chúng ta thật tốt quá, chỉ có cô ấy mới chịu bảo vệ lưu huỳnh nhà chúng ta, tôi ship cặp này rồi. Trên kia đừng có mà não ship nhé, đừng thấy ai cũng ship, cặp đôi có thể ít người biết nhưng đừng có mà tà môn đáng chớt đáng chớt trương diễm cô đúng là đáng chớt giang diễm ngoài màn hình nghiến răng nghiến lợi trước kia anh ta lại còn gọi người phụ nữ độc ác này là chị diễm cùng một ruột với giang vãn vãn thậm chí còn tệ hơn cô ta ngang nhiên lợi dụng quyền lực làm điều ngang ngược thậm chí còn không thèm giả vờ nữa thật khó tưởng tượng hai năm cấp 3 của chị lưu huỳnh đã trải qua như thế nào mối nguy hiểm như vậy có khi nào cô ấy không chỉ gặp phải một lần vậy trước đó cô ấy đã thoát được như thế nào nếu không có cô giáo tốt bụng này tay cô ấy có thể bị tàn phế. Cuối cùng Trương Diễm cũng rời đi, nhưng không phải vì cô giáo Lâm ở đây, mà là một cuộc gọi điện thoại. Trương Diễm cô lại dám bắt nạt người được thiếu gia Bạch bao trẻ. Trước kia cô bắt nạt người khác thì thôi, nhưng bây giờ, cô biết mình đang đắc tội với ai không? Là nhà họ Bạch. Bên kia gần như gào lên ba chữ đó, điều còn gây sốc hơn là câu nói tiếp theo của anh ta. Thiếu gia Bạch đã tự mình gửi video cho tôi rồi. Cô, mau, mau trở về đây cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải tức chết vì cô mất. Video, sắc mặt Trương Diễm lập tức cứng đờ. Là video cô ta dùng dao khắc cắt cổ tay Giang Lưu Huỳnh sao? Hay là video trước đây họ bắt nạt Giang Lưu Huỳnh? Nghĩ đến đây, cô ta liếc nhìn Giang Lưu Huỳnh đang nấp sau lưng cô giáo Lâm, thấy vẻ yếu đuối của cô ấy, Trương Diễm lập tức lại thờ ơ, cười nhạo đáp lại. Cậu ruột yên tâm đi, muốn giúp thì đã giúp từ lâu rồi, bao nhiêu năm nay cũng chẳng thấy cậu ta bao che gì, chỉ là một món đồ chơi xấu xí mà thôi bên kia lại thở hồn hển mắng dù dù là đồ chơi thì cũng là của người ta cô có tư cách động vào không mau trở về đây trương diễm mới miễn cưỡng rời đi dù sao thì lời cậu ruột nói đúng hay sai thì chưa biết nhưng vì một tiểu thư nhà họ giang mà đắc tội với người thừa kế nhà họ bạch thì thật sự không đáng nhưng trước khi đi cô ta vẫn để lại một câu nói có hàm ý lần này cô may mắn nhưng không biết về nhà rồi cô có thể thoát được như vậy không giang lưu huỳnh đương nhiên hiểu cô ta đang nói đến ai đối mặt với mối nguy hiểm không biết từ đâu đến trái tim cô ấy lập tức lại bắt đầu đập điên cuồng nhanh lên rời khỏi đây không thì tôi báo cảnh sát cô giáo lâm thấy sắc mặt giang lưu huỳnh không ổn liền lại quát lớn vào trường diễm âm thanh trong điện thoại đối với cô ấy không rõ lắm chỉ mơ hồ biết bên kia là một người đàn ông còn đối với giang lưu huỳnh dù thính lực giảm dần từ hai năm trước khi bị giang chấn thiên tát một cái nhưng khoảng cách vài mét này vẫn có thể nghe rõ cũng là một nguồn cơn khác khiến cô ấy đau khổ thiếu gia bạch quyền lực ở trường đế trung lớn như vậy thì còn ai nữa. Hóa ra anh ta luôn biết được những chuyện mình gặp phải ở trường đế trung, không những biết, còn có thể nhờ người quay video mà mình không hề hay biết, giả vờ tốt bụng giúp mình. Nhưng tại sao lại không ngăn cản những người này khi quay video, thật sự là vẫn lạnh lùng như cũ. Giang Lưu Huỳnh cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, cả thể xác lẫn tinh thần đều giống như một vì sao băng bị đánh tan, tan rã với tốc độ cực nhanh, rơi xuống điên cuồng. Những lời Trương Diễm nói đúng là rất có lý một món đồ chơi khi vui thì sẽ trêu đùa cô ấy đáng lẽ đã nghĩ đến người đó chưa từng thực sự muốn giúp cô ấy bạch ly ngoài màn hình khi thấy nỗi buồn đau thấu xương trong mắt cô ấy thì linh cảm xấu đột nhiên xuất hiện anh ta hoàn toàn không biết giang lưu huỳnh có thính lực xuất chúng như vậy càng không ngờ cô ấy sẽ nghe được những lời này làm sao bây giờ lúc đó anh ta sẽ giải thích chuyện video với lưu huỳnh như thế nào chắc chắn lưu huỳnh sẽ rất thất vọng về mình bạch ly đột nhiên hối hận ngay lúc nhờ người quay video thì đáng lẽ nên nhờ người giúp đỡ cô ấy, chứ không phải là để lỡ cơ hội này vào tay người khác. Cư dân mạng càng thêm phẫn nộ. Bạch Ly rốt cuộc là thế nào vậy? Có thể quay video tại sao không nhờ người trực tiếp giúp cô ấy? Chẳng lẽ nhất định phải đợi tay cô ấy gãy rồi mới giả vờ xuất hiện cứu cô ấy sao? Bạch bác sĩ chịu giúp cô ấy thì cũng đủ tốt rồi, anh ta lại không có nghĩa vụ phải giúp Giang Lưu Huỳnh, tay gãy cũng không liên quan đến Bạch bác sĩ. Tôi tò mò là sao anh ta lại biết nhanh như vậy? lúc này anh ta phải đi học đại học rồi chứ anh ta chắc chắn đã thuê người theo dõi giang lưu huỳnh rồi chưa chắc đã có sở thích kỳ quái gì nếu không thì đúng là coi giang lưu huỳnh là đồ chơi của mình rồi giống như trong tiểu thuyết vậy làm gãy tay chân giang lưu huỳnh để cô ấy trở thành của riêng anh ta ớn lạnh a a a trên kia anh dọa người quá may mà có cô giáo lâm hu 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 cô giáo lâm của chúng ta là tốt nhất lúc này đôi mắt đỏ hoe của giang lưu huỳnh gần như sắp chảy máu giống như một vũng máu vậy Tôi đúng là buồn cười thật. Cô ấy tự giễu thì thầm, như thể quên mất bên cạnh còn có cô giáo Lâm vậy mà tiếp tục tự nói với bản thân. Thật là đáng thương, đáng lẽ nên từ chối khi anh ta xóa bản ghi âm 2 năm trước, không nên đến đây. Giọng nói của Giang Lưu Huỳnh rất nhỏ, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền đến tai mọi người, chính câu nói cuối cùng này đã khiến Bạch Ly, người vừa chìm đắm trong sự hối hận, lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt, ánh mắt đầy kinh ngạc. Lưu Huỳnh đã biết rồi. Cô ấy biết rồi. Bản ghi âm là do mình xóa." Lưu Huỳnh, vẻ mặt thất thần tự nói tự biết của Giang Lưu Huỳnh làm cô giáo Lâm giật mình không nhẹ, động tác tìm khăn giấy lập tức dừng lại, nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô ấy an ủi. "Không sao không sao, Lưu Huỳnh đừng sợ, đi cùng cô giáo đến phòng y tế nhé, tìm một miếng vải lau khô nước trên người em đi được không? Bây giờ là tháng 12 rồi, trời lạnh thế này mà ướt như vậy rất dễ bị cảm lạnh." Mọi người trước màn hình nghe thấy câu nói này mới bừng tỉnh, hóa ra đã vào đông rồi, nếu như cô ấy không nói chỉ nhìn bộ quần áo mỏng manh trên người Giang Lưu Huỳnh thì ai mà nghĩ đến. Nhưng điều khiến mọi người nghi ngờ là Giang Lưu Huỳnh không phản hồi gì cả, dù cho có bị lạnh đến run rẩy. Đúng lúc cô giáo Lâm tưởng rằng cô ấy đã đồng ý, định đỡ cô ấy dậy thì lại không thể nào kéo nổi. Thậm chí còn dùng tay nắm chặt ống tay áo của mình, trên khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu đều là vẻ mặt kháng cự. Hành động vô thức này khiến sự lo lắng trong lòng cô giáo Lâm càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm xót xa. "Lưu Huỳnh em có khỏe không? Có bị thương ở đâu không?" nhưng giang lưu huỳnh đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn không hề nhận ra ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà không biết đang nghĩ gì một lúc sau dạ xin lỗi cô giáo cuối cùng tiếng gọi của cô giáo lâm đã đánh thức giang lưu huỳnh đang chìm đắm trong suy nghĩ vội vàng buông tay cô ấy ra cô giáo con không sao xin lỗi xin lỗi lúc nãy con đang mất tập trung đồng thời nhanh chóng dùng tay lau sạch những thứ bẩn trên người mình như thể sợ làm bẩn cô ấy không cần phải xin lỗi tôi cô giáo lâm không hề khó chịu mà ôm chặt lấy cô ấy tiếp tục vỗ về vai cô ấy rất lâu cho đến khi cô ấy bình tĩnh lại cô ấy mới mở miệng với ánh mắt buồn bã chính tôi mới nên xin lỗi em giang lưu huỳnh không hiểu tại sao cô giáo lâm lại xin lỗi mình có phải vì mình bị bắt nạt không không sao có thể trách cô ấy chứ đúng lúc giang lưu huỳnh định phản bác tôi phải đi rồi lời nói bất ngờ của cô giáo lâm cắt ngang lời cô ấy định nói không khí đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh mà câu nói của cô giáo Lâm cứ vang vọng mãi trong đầu Giang Lưu Huỳnh. "Đi rồi, đi rồi, đi đâu?" Giang Lưu Huỳnh ngơ ngác nhìn cô giáo Lâm, tâm hồ vốn đã tĩnh lặng dường như lại rơi xuống một tảng đá lớn. Cô ấy cố gắng bình tĩnh hỏi những thắc mắc trong lòng, nhưng những gợn sóng trong lòng vẫn không thể nào lắng xuống. Cô giáo Lâm nhẹ nhàng thở dài, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bất lực, dịu dàng nói: "Tôi phải rời khỏi Trường Đế Trung, đến Quảng Châu, nhưng cũng không sao, sau này nếu em nhớ cô giáo thì cứ gọi điện cho cô giáo là được." cũng ngay lúc đó trong đầu giang lưu huỳnh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mạnh mẽ đó là đi cùng cô ấy rời khỏi nơi này đi đâu cũng được chỉ cần có cô giáo lâm ánh mắt ảm đạm của cô ấy lại sáng lên nài nỉ hỏi cô giáo cô dẫn con đi cùng được không à sau này con kiếm được tiền sẽ báo đáp cô mà con rất ngoan ngoãn cầu xin cô hãy dẫn cô ấy rời khỏi vực sâu không đáy này rời khỏi trường học đầy bạo lực gia đình lạnh lùng để tất cả bắt đầu lại quên hết mọi thứ quên tất cả những trải nghiệm trong quá khứ, sống một cuộc sống bình thường. À, cô giáo Lâm nghe thấy lời nói của Giang Lưu Huỳnh thì ngạc nhiên đến mức môi hơi mở ra, hoàn toàn không ngờ cô bé luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn lại đề nghị với mình như vậy. Đây là lần đầu tiên cô ấy cầu xin sự giúp đỡ của mình, mà mình lại không thể đáp ứng. Xin lỗi Lưu Huỳnh, trong bụng cô giáo đã có em bé rồi. Cô giáo Lâm nói đến đây thì vô thức rụt tay lại khỏi Giang Lưu Huỳnh để vuốt ve bụng mình. Nếu có thể, cô ấy đương nhiên muốn sống cùng Giang Lưu Huỳnh nhưng thực tế luôn tàn khốc với mức lương của cô ấy làm sao có thể nuôi nổi hai đứa trẻ hơn nữa chồng cô ấy cũng sẽ không đồng ý nghe xong câu nói này ánh mắt giang lưu huỳnh cũng vô thức rơi xuống bụng hơi nhô lên của cô ấy dần dần tầm nhìn như thể bị một lớp màn đỏ che phủ mọi thứ trở nên mờ ảo cô ấy biết cô giáo lâm là một người tốt bụng và thực sự rất muốn sống cùng cô ấy nhưng cô ấy cũng hiểu hoàn cảnh khó khăn của cô giáo lâm cô ấy đã thành lập gia đình riêng của mình có con cái để chăm sóc nếu mình đi theo cô ấy thì sẽ trở thành gánh nặng chúc chúc mừng cô giáo không sao đâu ạ à, con sẽ nhớ cô giọng nói của giang lưu huỳnh trở nên khàn khàn đến cuối cùng thậm chí còn cố gắng nở một nụ cười chỉ là giọt nước mắt màu đỏ rơi xuống vô cùng đột ngột chính vẻ ngoài cố tỏ ra mạnh mẽ này khiến cô giáo lâm càng thêm khó chịu vội vàng lau đi vết mấu trên má cô ấy hỏi lưu huỳnh em bị thương ở đâu vậy sao trên mặt lại có mấu giang lưu huỳnh vẫn mỉm cười lắc đầu chỉ là trong lúc người kia không nhìn thấy cô ấy nắm chặt nắm đấm móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay để che giấu nỗi buồn và sự không nỡ trong lòng cô giáo lâm thấy cô ấy không sao liên tưởng là do sơn màu gây ra tiếp tục nói đừng lo lắng cô giáo có thể thường xuyên đến thăm em hơn nữa chỉ có một năm thôi đến lúc đó em sẽ đi học đại học có thể rời khỏi nhà tận hưởng cuộc sống của riêng em đúng không khi giang lưu huỳnh ngẩng đầu lên lần nữa trong mắt đã tràn đầy sự kiên cường dạ con sẽ cố gắng thi đậu đại học ở Quảng Châu, đến lúc đó con sẽ đến thăm cô." Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Giang Lưu Huỳnh phá vỡ sự bế tắc và đề nghị rời đi. Màn đạn cũng hiếm khi trống trải, có vẻ như mọi người đều bị đoạn hồi ức này làm cho chìm đắm trong nỗi buồn. "Lưu Huỳnh nhà chúng ta, đúng là sống quá khổ rồi, người không thích gây phiền phức cho người khác như cô ấy rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ mới chọn cách cầu cứu người khác. Bị từ chối thì thôi." Điều quan trọng hơn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô ấy cũng sắp mất rồi, đúng là thêm dầu vào lửa. Hu 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 đột nhiên rất ghét đứa bé trong bụng cô giáo Lâm, sao không thể trực tiếp nhận nuôi Lưu Huỳnh đi? Đừng có mà nghĩ linh tinh, con ruột và con nuôi sao có thể giống nhau được? Hơn nữa cô giáo Lâm không phải đã nói sẽ thường xuyên đến thăm cô ấy sao? Khóc lóc thảm thiết làm cho người ta tưởng như đã chết rồi, xem cô Giang Lưu Huỳnh này cũng rất thông suốt, lập tức nghĩ thoáng rồi. Lúc này, người đau khổ nhất chính là Bạch Ly chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ đã nhận hai đòn nặng nề, tưởng rằng bí mật giấu kín rất tốt, không ngờ Giang Lưu Huỳnh lại biết rõ ràng, còn mình lại tự cho là đúng. Thật nực cười, thật đáng thương không phải là Lưu Huỳnh, mà chính là mình. Điều tồi tệ hơn là anh ta còn làm mất xác của Lưu Huỳnh, bây giờ anh ta chỉ chắc chắn một điều, đó là nhất định có người đã đánh cắp cô ấy. Vì anh ta biết rõ trái tim máy móc trên người Giang Lưu Huỳnh chỉ có thể duy trì thân thể cô ấy không bị thối rữa, trước khi trái tim quay trở lại với thân thể thật của cô ấy cô ấy không có khả năng hoạt động. Sẽ là ai? Bạch Ly dùng hai tay che chặt đầu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, sự hối hận và tự trách lấp đầy cả thế giới của anh ta. Mỗi một đoạn ký ức của Lưu Huỳnh đều khiến anh ta đau đớn như dao cắt. Anh ta điên cuồng muốn làm gì đó để bù đắp, nhưng anh ta biết mình đã bất lực. Đây không phải là chuyện của một hai ngày trước, mà là năm năm trước. Đó là năm năm trước. Đúng lúc Bạch Ly không biết làm sao mà đắm chìm trong sự hối hận, thì điện thoại của anh ta reo lên. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị tiểu lý phòng thí nghiệm, vốn dĩ không muốn nghe máy nhưng anh ta vẫn nghe máy, định dùng công việc làm nơi trú ẩn tạm thời. Nhưng không ngờ lý do gọi điện lại là về tên ngốc Giang Diễm. "Bác sĩ mau đến đi, nếu không đến thì anh ta sắp cắn chúng ta rồi." Vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng kêu của Giang Diễm. "Mau gọi Bạch Ly đến đây cho tôi, anh ta lại dám trêu chọc chị gái tôi như đồ chơi. Tôi phải đánh chết anh ta." Đợi Giang Lưu Huỳnh quay lại biệt thự, bước chân rõ ràng chậm lại rất nhiều thậm chí còn đi đi lại lại trước cửa, tất cả đều vì câu nói của Trương Diễm. Về nhà rồi có thể thoát được không? Rốt cuộc sẽ có gì đang chờ cô ấy? Là trận đòn roi như hai năm trước, hay là tin tức bố cô ấy quyết định đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần? Rõ ràng người thân của cô ấy đều ở trong đó, nhưng Giang Lưu Huỳnh lại càng sợ hãi hơn, dù hai năm nay cô ấy đã cố gắng tránh tiếp xúc với họ. Đúng lúc Giang Lưu Huỳnh đang do dự trước cửa, dây tiếp theo bên tai cô ấy liền vang lên một giọng nói quen thuộc. Đúng rồi, không sai, chính là Giang Diễm, mấy người này đúng là vô dụng, tìm mãi mới tìm được. Giang Lưu Huỳnh nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, vội vàng nấp sau bụi cây. Giây tiếp theo, Giang Vãn Vãn xuất hiện trước mắt cô ấy, đương nhiên, cô ta chỉ chú ý đến điện thoại trên tay, không hề nhìn thấy Giang Lưu Huỳnh. Cô cứ làm gãy một tay của anh ta, mắt thì tốt nhất cũng làm mù luôn đi, rồi bảo anh ta là Giang Lưu Huỳnh. À không, cứ bảo anh ta là chị gái anh ta ra lệnh là được. Nói chuyện khéo léo một chút nhất định phải khiến anh ta tin rằng cô được thuê để rớt anh ta rồi thấy anh ta quá đáng thương nên mới tha cho anh ta được chưa lời nói kinh người câu nào cũng khiến người ta nổi giận cho đến khi cúp máy giang vãn vãn mới đắc ý ngẩng đầu đẩy cửa bước vào nhà xuyên suốt quá trình không hề nhìn thấy giang lưu huỳnh hô con đàn bà này cứ như con rán không bao giờ chớt vậy sao mà lì lộng thế chứ giang vãn vãn tại sao lại thuê người làm gãy chân em trai ruột mình vì cô ta tốt bụng biểu tượng cảm xúc nợ trước Giang Diễm càng kinh ngạc há hốc mồm, trên mặt toàn là vẻ không thể tin nổi, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Lại là Giang, Giang vãn vãn làm. Vào đêm 5 năm trước, lúc đó anh ta bị một đám người đánh đến đầu bể máu chảy. Thậm chí còn tưởng rằng mình sẽ chết trên mặt đất lạnh lẽo. Anh ta luôn nghĩ đó là do chị Lưu Huỳnh thuê người, thậm chí chỉ một phút trước, khi nghe thấy cuộc gọi của Giang vãn vãn, anh ta vẫn nghĩ như vậy. Hơn nữa, anh ta đã tự thuyết phục mình, thuyết phục mình chị Lưu Huỳnh là vì anh ta đã hủy hoại kỳ thi trung học của cô ấy, quên mất lời hứa với cô ấy nên mới thuê người trả thù mình. Thực tế lại như vậy sao? Sao lại là Giang Vãn Vãn làm? Vậy người cuối cùng đã cứu anh ta là? Tôi có linh cảm chẳng lành, Giang Lưu Huỳnh sẽ không đi cứu tên Giang Diễm chất tiệt đó chứ. Không thể nào không thể nào, anh ta là kẻ khốn nạn đã hại Giang Lưu Huỳnh không thể tham gia kỳ thi trung học mà. Thì chắc chắn rồi, Giang Lưu Huỳnh đúng là thánh mẫu, bị bắt nạt thảm hại như vậy cuối cùng vẫn đi cứu Giang Diễm. Chẳng lẽ là thay anh ta chịu đòn rồi để anh ta trốn thoát? Không đúng, ít nhất là không thể nào. Giang Diễm lại không nhận ra ân nhân cứu mạng của mình sao? Mấy ngày trước anh ta còn đang mắng Giang Lưu Huỳnh thuê người đánh anh ta. Giang Diễm trong lòng hoảng hốt, thực sự lại như vậy sao? Không, không đúng, điểm này anh ta tuyệt đối không nhớ sai. Vì lúc đó anh ta bị đánh đến sắp ngất đi, khuôn mặt mà anh ta thấy chính là khuôn mặt của Giang Vãn Vãn nhưng kể từ khi anh ta nhìn thấy giang vãn vãn thừa nhận đã đầu độc mình anh ta liền tin chắc rằng giang vãn vãn tuyệt đối không phải đến cứu mình nhớ lại lúc đó mặt cô ta sạch sẽ ngay cả tóc cũng được chảy chuốt gọn gàng chỉ có thể lừa được anh ta lúc trước thôi bây giờ anh ta đã nhìn thấu nội tâm của cô ta rồi chắc chắn là chị lưu huỳnh biết chuyện này rồi liền dọa giang vãn vãn thả mình ra nhưng cụ thể rốt cuộc tại sao lại khiến giang vãn vãn đã về nhà lại xuất hiện trước cổng trường giang diễm dù suy nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi nhưng livestream rất nhanh đã đưa ra câu trả lời. Chào, tôi muốn tố cáo. Giang Lưu Huỳnh không có bản ghi âm cũng không có video, đương nhiên là không thể dọa Giang vãn vãn được. Nhưng cô ấy cũng không ngốc đến mức tự mình đi đối đầu với đám côn đồ đó, con đường cuối cùng đương nhiên chỉ còn lại báo cảnh sát. Địa điểm cụ thể là xung quanh trường Đế Trung, có một nhóm người muốn gây bất lợi cho. Một học sinh cấp 2, rất có thể sẽ chết người. Để gây sự chú ý của cảnh sát, Giang Lưu Huỳnh liền suy đoán theo hướng xấu nhất. Cảnh sát nghe xong lập tức truy hỏi. Cô hiện tại cũng đang ở gần trường đế trung phải không? Chúng tôi cần tìm hiểu rõ tình hình cụ thể với cô. Giang Lưu Huỳnh dường như không ngờ cảnh sát lại hỏi địa chỉ của mình. Tốc độ trả lời chậm hơn một giây, rồi mới trả lời. Tôi đang ở khu biệt thự Hào Đình số 56. Vì tình cờ nghe được cuộc gọi của họ với một cô gái nên mới đến báo cảnh sát. Xin hãy mau chóng cử người đến. Sắp không kịp rồi. Câu nói này vừa nói ra, cảnh sát bên kia im lặng. Theo họ thì Giang Lưu Huỳnh chỉ nghe được một cuộc gọi, hơn nữa khu biệt thự hào đình toàn là những người giàu có. Rất khó xác định đây có phải là trò nghịch ngợm của những cậu ấm cô chiêu giàu có hay không, dù sao thì họ cũng đã làm không ít chuyện lãng phí lực lượng cảnh sát rồi. "Được rồi, ở đây xin hãy để lại tên và số chứng minh thư của cô, và cô có nghe được tên của nạn nhân và hung thủ không?" Lúc này cách tốt nhất chính là kiểm tra lại thân phận của cô ấy, nếu lại là báo cáo giả thì sẽ phạt những người giàu có này một khoản tiền nữa. Nhưng Giang Lưu Huỳnh lại nói tiếp: Cô tên là Giang Lưu Huỳnh, nạn nhân là Giang Diễm, hung thủ, tôi không rõ. Hai cái tên cùng họ này nối tiếp nhau, dù có là trùng hợp đi chăng nữa, khi cảnh sát nhập số chứng minh thư mà cô ấy báo vào hệ thống, thấy họ lại cùng trong một hộ khẩu, địa chỉ cũng đều ở khu biệt thự Hào Đình. Vấn đề này hơi rõ ràng rồi, nghe thấy có người muốn hãm hại em trai mình ngay trước cửa nhà. Bạn học này, nạn nhân có phải là em trai ruột của cô không? Tại sao lúc nãy không nói rõ? Em trai, Giang Lưu Huỳnh vội vàng Lời muốn giải thích lập tức bị nước bọt nghẹn lại. Không ngờ bên kia trực tiếp xác nhận sự im lặng của cô ấy là trò lừa bịp, xin đừng lãng phí lực lượng cảnh sát như vậy. Giây tiếp theo, bên kia trực tiếp cúp máy. Mưu kế của Giang Lưu Huỳnh cứ thế bị phá sản. Chẳng lẽ phải đi nói chuyện này với bố, rồi nhờ bố tìm cảnh sát sao? Nhưng đám côn đồ đó đều do Giang Vãn Vãn sai khiến để đổ tội cho mình. Giang Lưu Huỳnh đã bị vu khống và không được tin tưởng quá nhiều lần, lần này cô ấy quyết định không chọn cách cầu cứu nữa nhưng nếu để mặc cho Giang Diễm bị gãy tay, mù mắt, thậm chí còn có thể bị bố và em trai hiểu lầm. Đây là lần cuối cùng, Diễm à, mau tỉnh lại đi. Giang Lưu Huỳnh nhìn lên bầu trời hoàn toàn tối đen, rồi lao vào biệt thự. Dù quần áo vẫn còn ướt, cô ấy cũng không hề để ý, mang theo ngọn lửa giận dữ trong lòng. Ngay trước mặt tất cả người giúp việc trong nhà, cô ấy hùng hổ xông vào phòng Giang Vãn Vãn. Trong phòng thí nghiệm, Giang Diễm đang ngồi trên sàn nhà nghe thấy câu nói xuyên không thời gian của giang lưu huỳnh thì lập tức nước mắt lưng tròng chị lưu huỳnh đây chính là chị gái của anh ta vẫn như cũ mãi mãi không thay đổi tốt bụng như vậy giang vãn vãn đang nằm trên giường chơi điện thoại khi thấy giang lưu huỳnh dám hùng hổ xông vào phòng thì ngây người ra hoảng hốt nhìn giang lưu huỳnh hét lên giang giang lưu huỳnh cô đến đây làm gì tôi cảnh cáo cô hôm nay anh cả anh hai đều ở đây giang lưu huỳnh không nói gì đi thẳng lên giường cô ta sau khi được cấp cứu tại bệnh viện giang thành vũ nhìn chiếc giường bệnh được đẩy ra từ phòng phẫu thuật vội vàng chạy đến hét lên anh cả anh cả thấy anh ta nhắm mắt tim giang thành vũ thất lại trong lồng ngực trào lên một ngọn lửa giận dữ quay người lại túm lấy bác sĩ hỏi sao anh ta vẫn còn hôn mê anh trai tôi sao vậy mau nói đi bác sĩ thấy bàn tay đó sắp chạm vào mình liền nhanh chóng né tránh và thoát khỏi nguy hiểm giang thành vũ thấy vậy lập tức như thể bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt Quy dạp xuống đất, dây tiếp theo lại như một đứa trẻ mà khóc lớn. Anh cả, đừng rời bỏ em, em không còn anh cả nữa hu hu hu. Các y tá bên cạnh nhìn nhau, cuối cùng một người trong số họ dũng cảm bước đến đỡ người đàn ông dậy nói. Bệnh nhân khỏe mạnh mà, hôn mê chắc là vì, thuốc mê chưa hết tác dụng. Tiếng khóc của Giang Thành Vũ lập tức dừng lại, run rẩy đưa tay sờ lên mũi Giang Tư Niên, rồi ngạc nhiên trợn tròn mắt, mà vành mắt vẫn còn đỏ hoe. Tuyệt vời, anh vẫn còn sống, tuyệt vời quá diễn xuất xuất sắc như vậy họ cũng là lần đầu tiên được chứng kiến cảm giác hơi hài hước và vẻ đẹp tan vỡ tiếc là đầu óc không được tốt lắm không trách nổi bao nhiêu năm nay không hề có tin đồn hẹn hò người đàn ông như vậy dù có đẹp trai đến mấy cũng không ai muốn cút cút đi giang tư niên khó khăn mở mắt ra dù không chớt vì bệnh nhưng suýt nữa thì chớt vì anh ta khóc lóc vị bác sĩ vừa xoay người cũng quay lại giải thích bệnh nhân này do vấn đề ăn uống lâu ngày dẫn đến thủng dạ dày nghiêm trọng sau khi phẫu thuật cần chú ý thành vũ đi lấy kính vr của tôi giang tư niên mới nghe được hai câu liền không hề để ý đến bác sĩ mà trực tiếp cắt ngang mặt bác sĩ đen lại nhưng vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp nói hết rồi mới rời đi còn giang thành vũ tìm khắp phòng bệnh cũng không tìm thấy kính của anh ta chắc chắn là tên giang diễm chớt tiệt đó đã lấy trộm rồi nếu không anh dùng của em đi giang thành vũ giả vờ tốt bụng nhưng thực chất là nóng lòng tìm lý do để trốn tránh livestream dù sao bây giờ cũng không có camera hướng về phía anh ta dù anh ta không dám xem tiếp cũng không ai biết hơn nữa anh ta đã nhận thức sâu sắc về sai lầm của mình không cần xem nữa đợi lưu huỳnh về anh ta nhất định sẽ xin lỗi thật lòng bất kể cô ấy yêu cầu gì anh ta cũng sẽ đáp ứng em không dám xem nữa sao giang tư niên nhìn thấu suy nghĩ của tên em trai ngốc nghếch này luôn như vậy cứ gặp khó khăn là lại trốn tránh tưởng rằng chỉ cần không xem những chuyện xảy ra với Lưu Huỳnh thì có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Giang Thành Vũ bị hỏi đến mức câm nín, khi đối diện với ánh mắt áp lực mạnh mẽ của anh ta, thì, em, không, cuối cùng dưới sự ép buộc của Giang Tư Niên, Giang Thành Vũ vẫn miễn cưỡng đeo kính lên, còn Giang Tư Niên thì tự mình mở màn hình 4K độ nét cao của phòng bệnh VIP cùng với màn hình điện thoại. Ngay khi hai người vừa vào livestream, a a a Giang Lưu Huỳnh cô rốt cuộc muốn làm gì thế? giang vãn vãn bị động tác hùng hổ của giang lưu huỳnh làm cho hoảng hồn thân thể vô thức lùi lại huống hồ còn có tâm trạng để quan tâm đến điện thoại may mắn thay điện thoại chưa tắt màn hình trực tiếp giúp giang lưu huỳnh đạt được điều mình muốn tiết kiệm được rất nhiều công sức chỉ thấy ngón tay cô ấy nhanh chóng lướt trên các ứng dụng trên điện thoại giang vãn vãn dù có ngốc cũng đã hiểu mục tiêu của cô ấy không phải là mình mà là cô nghe thấy rồi cô lại nghe thấy nữa rồi khi hỏi câu này giang vãn vãn đã lăn đến bên kia giường ánh mắt nhìn Giang Lưu Huỳnh đầy vẻ không thể tin nổi. Không chỉ cô ta, 10 tỷ người cũng không dám tin vào mắt mình. Ha 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 không nhịn được cười nữa, chị này sắp làm tôi cười chết mất, biểu tượng cảm xúc cứ thế mà lấy đi nhé. Trời ơi Giang Lưu Huỳnh, lại trực tiếp xông vào phòng Giang Vãn Vãn, chỉ một ánh mắt đã làm cho Giang Vãn Vãn la hét sợ hãi hi hi, ngầu ngã. Phòng của Giang Vãn Vãn cái gì chứ, rõ ràng là của Lưu Huỳnh, nhưng Giang Vãn Vãn đúng là, ngoài sức tưởng tượng của tôi, bình thường nhìn cô ta kiêu ngạo thế nào kết quả đây đúng là một cảnh tượng kịch tính tôi gần như không ngờ rằng cô gái đáng thương này lại sẵn sàng làm nhiều như vậy để bảo vệ một người em trai ghét mình chúa phù hộ cô ấy ip anh quốc sao tôi lại thấy cô gái này rất giống với họa sĩ người nước ta bạch điểu hoài lý chẳng lẽ là em gái thất lạc nhiều năm của cô ấy ip nhật bản ánh mắt giang tư niên nhìn chằm chằm vào câu nói đó để bảo vệ em trai ý gì thành vũ lúc nãy phát sóng cái gì sao họ lại nói lưu huỳnh là để bảo vệ diễm mà mới vào phòng phòng của cô ấy giang thành vũ căn bản không xem sao lại biết được nhưng đối mặt với câu hỏi của anh cả anh ta cũng không dám nói thật cứ thế mà đoán mò là vì vãn vãn cướp công chăm sóc giang diễm của cô ấy rồi giang giang diễm tưởng lưu huỳnh bắt nạt vãn vãn không đúng không đúng là giang vãn vãn có thể là khi chơi với giang diễm không để ý làm anh ta bị thương cũng có thể là được rồi im miệng nói chuyện chẳng đâu vào đâu đến cuối cùng lại dùng từ có thể giang tư niên thực sự không muốn nghe giang thành vũ nói nhảm liền trực tiếp cắt ngang lời anh ta tiếp tục với tâm trạng hoảng loạn nhìn về phía màn hình đoạn này anh ta tuy có ấn tượng nhưng không sâu sắc chỉ có thể cầu nguyện trong lòng mình không làm gì tổn thương lưu huỳnh chỉ thấy giang vãn vãn đứng trên giường liếc mắt nhìn sang rồi cười đắc ý xem đủ chưa tôi đã nói là không có mà trên giao diện xin chỉ có tin nhắn của cô ta với bố và các anh trai khác may mà cô ta thông minh vừa vào liền xóa hết tin nhắn lịch sử cuộc gọi dù có cũng vô dụng, dù sao cô ta cũng không ghi âm, đợi đã, biểu cảm đắc ý của Giang Vãn Vãn lập tức biến mất, lông mày nhíu chặt lại. Tiếp theo cô ta đột nhiên hét lên, con đàn bà này, lại ghi âm nữa rồi chứ gì. Vừa nói, cô ta vừa đưa tay ra định sờ vào quần Giang Lưu Huỳnh. Giang Lưu Huỳnh vội vàng nghiêng người, nhưng vẫn bị cô ta chạm vào một chút. Nhưng điều bất ngờ là Giang Vãn Vãn không những không tiếp tục bị chiếc quần ướt sũng của cô ấy làm cho nản trí, mà lập tức rụt tay lại mắng ghê tởm chớt đi được giang lưu huỳnh cô đang dính cái gì vậy cũng lúc này cô ta còn nhận thấy ngoài vết ướt cô tay cô sao không bị gãy giang vãn vãn lại kinh ngạc hét lên vì không chỉ tay mà toàn thân cô ấy lại không hề có một vết thương nào giang lưu huỳnh nghe thấy câu này lập tức hiểu ra ý định muốn cắt cổ tay cô ấy của trương diễm tuyệt đối không thể thiếu sự thúc đẩy của người trước mắt à giang lưu huỳnh khẽ cong môi lên một đường cong lạnh lùng ngón tay tiếp tục gõ trên màn hình cho đến khi Giang Vãn Vãn lại đến gần định giật lấy thì cô ấy mới dừng lại. Mỉa mai hỏi lại, sao vậy? Không thấy tay tôi bị Trương Diễm cắt đứt thì không vui sao? Hay là tự cô đến đây? À tôi quên mất, các anh đều ở đây, cô làm sao dám chứ? Nói xong, lịch sử tin nhắn trên điện thoại lại được hiển thị trước mặt Giang Vãn Vãn, thậm chí còn có lịch sử trò chuyện của cô ta với Trương Diễm ngày hôm qua. Trên đó còn nêu rõ Giang Vãn Vãn đã đề nghị cắt đứt động mạch cổ tay Giang Lưu Huỳnh. Cô làm sao? Lại có những thứ này đừng nói nhảm nữa, mau chóng bảo đám người đó thả Giang diễm ra. Nếu không, tôi sẽ giao tất cả cho cảnh sát. Cô có xóa bao nhiêu lần, một trăm lần, một nghìn lần, tôi cũng có cách khôi phục lại. Giang Lưu Huỳnh thực ra đã gửi tin nhắn cho bọn họ bảo họ thả Giang Diễm ra, nhưng bên kia vẫn không hồi đáp. Không có cách nào, cô ấy chỉ có thể gọi điện, ai ngờ vừa gọi, bên kia liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. A a a, nghe thấy tiếng quen thuộc đó, Giang Lưu Huỳnh đột nhiên nắm chặt ngón tay. Giang Vãn Vãn nhân cơ hội đó mở cửa chạy ra ngoài, vừa chạy trên hành lang vừa hét lớn. Chị gái bị điên rồi, chị gái bị điên rồi. Còn ở nơi mà người khác không nhìn thấy, cô ta liền tàn nhẫn bóp chặt cổ mình và dùng móng tay sắc nhọn cứa vào cánh tay. Rất nhanh, những vết bầm tím xuất hiện trên da cô ta. Còn Giang Lưu Huỳnh hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến những chuyện đó, vẫn đang thương lượng với đám côn đồ. Giả vờ là Giang Vãn Vãn, hiện tại hối hận nên đến cầu xin họ thả người. Bên kia cũng không nghe ra gì bất thường, trực tiếp hét lên được rồi cô lại cho chúng tôi 5 vạn nữa thì chúng tôi sẽ thả người trước được rồi gửi vị trí hiện tại của các người cho tôi sau khi nói xong ống kính trực tiếp chuyển sang răng vãn vãn mọi người ngoài màn hình nhìn thấy cảnh tượng này nổi giận đập bàn phím mẹ kiếp mới có vài giây không nhìn răng vãn vãn mà sao trên người cô ta lại xuất hiện thêm nhiều vết thương như vậy không phải không phải chứ a à, tôi nghĩ là vừa cúi xuống nhặt bút dây này rốt cuộc tôi đã bỏ lỡ cái gì xuất hiện rồi cảnh tượng kinh điển tôi tự đâm mình giang vãn vãn lần này ra tay tàn nhẫn rồi cánh tay đều chảy máu xong rồi tôi thấy giang tư niên rồi anh ta thấy vết thương trên người giang vãn vãn rồi xong rồi xong rồi tất cả đều xong rồi chỉ mong họ có thể xem lại camera giám sát thôi rất nhanh ngay khi cửa phòng mở ra tiếng khóc liền chuyển đến anh cả hu 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 chị gái bị điên rồi chị ấy chị ấy nói muốn đuổi em và mẹ còn cả em trai ra khỏi nhà nếu không thì sẽ rớt chớt tất cả chúng ta hu 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 giang vãn vãn vừa khóc vừa vội vàng ngẩng đầu lên để cho giang tư niên thấy vết bầm tím trên cổ mình đồng thời giang thành vũ trong phòng bên cạnh cũng mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của em gái chạy đến đẩy cửa ra khi thấy giang vãn vãn tóc tai bù xù quần áo không chỉnh tề trước tiên là sững sờ một giây sau đó vội vàng chạy đến quan tâm hỏi vãn vãn chuyện gì vậy ai bắt nạt em thế này giang vãn vãn thấy cảm xúc của giang tư niên không rõ rệt như giang thành vũ nhưng bố không có ở đây, lời của anh ta mới có tác dụng nhất, hữu dụng hơn tên anh hai vô dụng nhiều. Nên liền tiếp tục không do dự ôm chặt lấy chân Giang Tư Niên khóc. Anh cả, anh cả cứu em, chị gái muốn rớt em, còn cả em trai. Giang Tư Niên chỉnh lại kính, dù biểu cảm vẫn như cũ là cứng nhắc, nhưng trong mắt vẫn toát ra một chút lo lắng. Đừng vội, chúng ta đều ở đây để bảo vệ em, từ từ nói xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Dù phong cách nói chuyện và cách làm việc hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa sự quan tâm của họ dành cho giang vãn vãn là như nhau sự tin tưởng cũng được trao cho trực tiếp chỉ cần nhìn một cái là đã chắc chắn có người làm hại cô ta giang lưu huỳnh biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn còn lúc này bằng chứng hữu dụng duy nhất đang ở trên tay mình là trực tiếp đặt trước mặt họ không cô ấy đã tự chứng minh như vậy vô số lần nhưng đổi lại vẫn là sự tự phụ thái quá của họ chỉ tin vào những gì họ thấy ở giang vãn vãn mãi mãi không thể là mình chạy trốn sao trong lúc hoảng loạn bên tai lại vang lên giọng nói nghẹn ngào của Giang Vãn Vãn. Là, là chị gái, đột nhiên, xông vào phòng em nói muốn rớt em, rồi liền bóp cổ em. Gì chứ, cô ta lại dám bóp cổ em. Giang Thành Vũ giật mình, bước đến muốn kéo Giang Vãn Vãn lại để xem xét kỹ thì. Giang Vãn Vãn lại ôm chặt lấy Giang Tư Niên, hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của Giang Thành Vũ mà tiếp tục khóc. Chị gái nói dù sao em trai cũng đã bị cô ta thuê người rớt rồi, chỉ cần em chớt đi, thì cô ta sẽ là em gái duy nhất của anh cả hu hu hu. Giang Thành Vũ lại gào lên. Gì chứ? Rốt người. Và lại đưa tay ra định kéo Giang Vãn Vãn lại để hỏi thì Giang Tư Niên liếc anh ta một cái, mới ngăn được hành động nhỏ của anh ta. Anh cả, em trai em không sao đâu, thực sự, em đáng lẽ ra phải rời đi từ lâu rồi, đều là lỗi của em, bây giờ em đi ngay. Dù miệng nói muốn đi, nhưng Giang Vãn Vãn vẫn quỳ ngồi trên mặt đất, tay ôm chặt lấy chân Giang Tư Niên, thể hiện vẻ mặt vô cùng lo lắng điều này càng làm vững tin vào ý định của giang lưu huỳnh chạy trốn thôi nếu giang tư niên và những người khác nghe xong lời vu khống của giang vãn vãn mà không thấy bóng dáng của mình chắc chắn sẽ đi xem camera giám sát dựa vào sự ghét bỏ của họ đối với mình nhất định sẽ vì giang vãn vãn mà tìm ra bằng chứng mình đã làm hại cô ta nhất định sẽ nhìn thấy cảnh giang vãn vãn tự bóp cổ mình trên hành lang không ngờ đến một ngày nào đó lại có thể dùng được sự căm ghét của họ đối với mình vậy thì cứ để họ điều tra đi Bằng chứng tôi đưa ra thì không tin, nhưng những thứ họ tự điều tra thì không thể không tin được. Giang Lưu Huỳnh thì thầm, nhưng khi cúi đầu nhìn thấy lịch sử tin nhắn đã được khôi phục trên điện thoại, vẫn không nhịn được mà thở dài. Cuối cùng vẫn không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để vạch trần Giang Vãn Vãn. Trực tiếp chụp màn hình và gửi vào email của mình, làm xong tất cả, cô ấy liền đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra. Nhưng, đây là tầng 3 mà. Tim Giang Tư Niên ngoài màn hình đập thình thịch, trong đầu chỉ có một câu hỏi cứ quanh quẩn. Cô ta định làm gì vậy? Anh, Lưu Huỳnh, có khi nào cô ấy định nhảy lầu không? Giang Thành Vũ nhìn thấy cảnh này không khỏi hỏi, tim càng đập nhanh hơn, ngoài sự căng thẳng còn có một loại cảm giác, bi thương hoang vắng đặc biệt. Gần như khiến anh ta không phân biệt được đây là cảm giác của mình hay của Giang Lưu Huỳnh lúc này. Chỉ thấy người trên màn hình dứt khoát dơ chân bước nửa người ra ngoài cửa sổ, trên tường bên ngoài cửa sổ hoàn toàn không có chỗ nào nhô ra. Nói cách khác là không có chỗ để đặt chân, nếu cô ấy muốn xuống tầng một rời khỏi đây, chỉ có thể nhảy lầu. Từ từ, từ từ. Thân thể Giang Lưu Huỳnh lúc này hoàn toàn treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ, chỉ có hai tay bám chặt vào bệ cửa sổ. Đúng lúc ba tiếng bước chân đó gần phòng nhất, cô ấy đột nhiên buông một tay ra. Giang Thành Vũ cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng phát dậy, hét lên lạc giọng. Giang Lưu Huỳnh cô đang làm gì vậy? Chúng ta vẫn chưa nói gì cả mà, sao cô lại vội vàng như vậy? Lời nói của anh ta nói đến một nửa liền bị cảnh tượng đột nhiên thay đổi trước mắt làm cho hét lên kinh hãi. Giang Lưu Huỳnh đã hoàn toàn buông tay ra. Gió lạnh buốt xương, đêm tối yên tĩnh, hơi thở lúc này đều bị rút hết đi, chỉ còn lại cảm giác mất trọng lực bị trái đất hút xuống. Đừng, Giang Tư Niên lúc này nổi gân xanh trên cổ, theo đó mà hét lên một tiếng. Nhưng anh ta lại không thể thay đổi bất cứ điều gì, chỉ có thể nhìn Giang Lưu Huỳnh nhảy xuống từ tầng 3, độ cao hơn 10 mét. Không không không, Lưu Huỳnh đừng, Giang Tư Niên giật chân lên định xuống giường, nhưng anh ta quên mất vết thương vừa khâu lại trên bụng mình, vừa kéo là đau đến mức anh ta quỳ sụp xuống tại chỗ. Theo bản năng che vết thương của mình, đổi lại là miếng gạc càng thấm máu hơn, phát ra tiếng rên rỉ liên tiếp. Tại sao? Tại sao? Ánh mắt Giang Tư Niên lúc này đã tràn đầy tuyệt vọng. Anh ta không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Tại sao? Lần này mình căn bản không làm hại Lưu Huỳnh, nhưng vẫn không thể tránh được kết cục Lưu Huỳnh bị thương. Tại sao? cô ấy lại thà nhảy từ tầng 3 xuống chứ không chịu nói rõ sự thật với họ. Tại sao? Không chỉ anh ta không hiểu, mà nhiều cư dân mạng cũng không hiểu hành động của Giang Lưu Huỳnh lần này. Cô ấy nắm trong tay rất nhiều bằng chứng. Hơn nữa, camera giám sát trên hành lang nhất định có thể quay lại quá trình Giang vãn vãn tự đánh mình. Cô ấy sao lại phải nhảy lầu? Đừng có mà nói linh tinh. Giang tư niên Giang Thành Vũ còn chưa làm gì cả mà cô ấy đã tự mình hoảng sợ mà bỏ trốn. Gan thật nhỏ. Có khi nào, đối với Giang Lưu Huỳnh mà nói, sự tổn thương do việc nhảy lầu gây ra còn nhẹ hơn rất nhiều so với những gì mà gia đình họ Giang gây ra cho cô ấy không. Giả sử, nếu Giang Lưu Huỳnh đưa ảnh chụp màn hình cho họ xem, họ có tới 99% sẽ cho rằng Giang Lưu Huỳnh làm giả. Nhưng nếu Giang Lưu Huỳnh bỏ trốn, thì với tính cách của gia đình họ Giang, nhất định sẽ báo cảnh sát, rồi đương nhiên là tìm bằng chứng xem camera giám sát. Aha, sự thật được sáng tỏ. Hơn nữa Giang Lưu Huỳnh không phải đã gửi ảnh chụp màn hình vào email của mình sao? Thực sự lại như vậy sao? hóa ra tổn thương mà họ gây ra cho lưu huỳnh còn đau đớn hơn cả việc nhảy xuống từ tòa nhà cao mười mấy mét giang tư niên như mất hồn ngồi trên mặt đất cúi đầu xuống tóc tai bù xù trong mắt đầy máu đỏ giống như một đứa trẻ lang thang vô gia cư tại tại sao lưu huỳnh không nhúc nhích cô ấy làm sao vậy ngay khoảnh khắc cảm giác tách rời giang thành vũ cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn đau dữ dội nhưng khi mở mắt ra lại chỉ thấy một mảng đen kịt livestream dừng ở đây rồi sao hay là lưu huỳnh cô ấy Nghĩ đến khả năng đó, thân thể anh ta đột nhiên run lên, nhưng chỉ vài giây sau lại bình tĩnh trở lại, ánh mắt kiên định tự nhủ. Không đâu, cô ấy chắc chắn không chết, chỉ có tầng 3 thôi, chỉ có tầng 3 thôi, không thể nào chết được. Nhưng Giang Tư Niên lúc này lại quay đầu lại, khẽ cong mồi. Là không chết được, nhưng cô ấy sẽ gãy chân, sẽ gãy tay, sẽ đầu chảy máu, cuối cùng rất có thể sẽ bị mất máu quá nhiều. Còn chúng ta lại không hề phát hiện ra, còn vì lời nói một phía của Giang Vãn Vãn mà bỏ qua. Giang Tư Niên lúc này nhớ lại tất cả và livestream lại tiếp tục cảnh quay. Đó chính là cảnh ba người bày tỏ vẻ kinh ngạc trước căn phòng trống không. Không thể nào, chị gái vừa nãy vẫn ở đây mà. Giang Vãn Vãn là người kinh ngạc nhất. Lúc cô ta chạy ra ngoài vẫn luôn ngoái lại nhìn, từ đầu đến cuối không có ai ra khỏi phòng. Giang Tư Niên nhíu mày, đi đến lan can rồi vẫy tay gọi người giúp việc đang đi ngang qua ở dưới lầu. Câu trả lời nhận được đương nhiên là không thấy, nhưng ngoài ra. Nhưng mà, cậu cả, Năm phút trước cháu thấy tiểu thư tức giận, mặt mày giữ tợn xông vào phòng của tiểu thư thứ hai, rồi liền nghe thấy tiếng khóc của tiểu thư thứ hai. Tên Giang Lưu Huỳnh chớt tiệt, tôi biết rồi mà, không thể để cô ta ở trong nhà được, nếu không thì sớm muộn gì vãn vãn cũng bị cô ta hại chết. Giang Thành Vũ tức giận đá vào tường. Giang vãn vãn cũng rất đúng lúc khóc như mưa, nức nở nói. Anh hai đừng nói chị gái như vậy, chị ấy cũng chỉ bóp cổ em một cái thôi. Giang Tư Niên thất vọng lắc đầu đây không chỉ là vấn đề bóp cổ em một cái nhất định phải xem lại camera giám sát rồi nói đến đây anh ta dừng lại vài giây vẻ mặt khổ sở dường như đã hoàn toàn tuyệt vọng với giang lưu huỳnh nói chúng ta báo cảnh sát đi để cảnh sát bắt người đó lại dạy dỗ một trận nếu về rồi mà vẫn không ăn năn thì chúng ta lại đưa cô ta vào trường giáo dưỡng đặc biệt thấy giang tư niên sắp đi vào phòng làm việc để xem lại camera giám sát giang vãn vãn vội vàng ngăn anh ta lại đợi đã đúng rồi còn em trai nữa anh cả, chúng ta mau đi tìm em trai. Trễ thế này mà vẫn chưa về, không lẽ thực sự xảy ra chuyện rồi. Hơn nữa dù sao chị gái vẫn là chị gái, là em gái ruột của các anh mà. Sao, sao lại có thể báo cảnh sát được? Em tin chị gái bỏ nhà đi vài ngày rồi sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, hơn nữa đây là nhà của cô ấy, cô ấy nhất định sẽ quay lại. Cô ta cười khổ, nói xong liền đến gần nắm lấy tay Giang Tư Niên và Giang Thành Vũ kéo xuống lầu. Chỉ là trước khi xuống lầu, Cô ta giả vờ vô tình quay lại nhìn cửa sổ đang mở. Ánh nhìn này càng khiến mọi người trong livestream khẳng định Giang Vãn Vãn đã đoán được Giang Lưu Huỳnh đã nhảy lầu. Hu 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 cô ta lại cứ thế mà kéo họ đi mất, Lưu Huỳnh ở dưới lầu phải làm sao đây? Tôi xì xì xì, giả vờ làm bộ cho ai xem chứ, còn không lẽ thực sự xảy ra chuyện rồi nếu không có cô thì Giang Diễm làm sao mà xảy ra chuyện được? Được được được, Lưu Huỳnh nhà chúng ta liều mình vào trận chỉ để cho Giang Tư Niên đi xem camera giám sát, kết quả lại bị người giúp việc và giang vãn vãn vài câu nói làm cho thôi thúc thật phiên chớt đi được giang lưu huỳnh cô đừng có mà về nữa tôi thực sự không muốn nhìn thấy giang vãn vãn đắc ý nữa rồi ý định muốn xem camera giám sát của giang tư niên cũng bị sự an nguy của giang diễm làm cho gián đoạn thêm vào đó là người giúp việc làm nhân chứng nên cho rằng dù không xem camera giám sát cũng có thể kết tội cô ta không ngờ chính sự độ lượng của giang vãn vãn lúc này không những làm tăng thiện cảm của anh ta dành cho cô ta mà còn tăng thêm sự ghét bỏ dành cho Giang Lưu Huỳnh. Chính những lần vu khống và hãm hại đó đã khiến anh ta bị vẻ ngoài giả dối của Giang Vãn Vãn che mắt, mọi chuyện đều thiên vị, căn bản không muốn nghe lời giải thích của Lưu Huỳnh. Cô ấy cuối cùng mới dùng cách cực đoan này để chứng minh mình. "Xin lỗi, xin lỗi Lưu Huỳnh, anh sai rồi, là anh cả đã hại em." Sự hối hận và tuyệt vọng như thủy triều nhấn chìm anh ta, Giang Tư Niên không thể nào kiềm chế được nước mắt của mình nữa, cuối cùng đau đớn nhắm mắt lại ngay khoảnh khắc trước mắt tối sầm lại anh ta nhớ đến sự tin tưởng mà lưu huỳnh dành cho mình trước kia nhớ đến tất cả những oan ức mà cô ấy đã chịu đựng nước mắt càng ngày càng nhiều anh ta bắt đầu hối hận về sự ngu ngốc của mình hối hận về sự thiên vị của mình anh ta bắt đầu hối hận vì kể từ khi cô ấy về nhà mình không hề cho cô ấy một cái ôm ấm áp dẫn đến bây giờ anh ta còn không tưởng tượng nổi cái ôm của lưu huỳnh như thế nào chắc chắn là rất lạnh vào lúc này bị tất cả mọi người bỏ rơi ở sân sau biệt thự Nằm trên thảm cỏ lạnh lẽo, máu tươi chảy ròng ròng. Giang Tư Niên không chịu nổi nữa mà ngã quỵ xuống. Giang Thành Vũ đang tự lừa dối bản thân mà canh chừng, chờ đợi góc quay chuyển trở lại Giang Lưu Huỳnh, nghe thấy tiếng động liền đột ngột quay đầu lại. Anh, bụng Giang Tư Niên hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ, dần dần sàn nhà cũng dính máu, còn anh ta thì vẫn nhắm mắt, giống như đã không còn hơi thở. A à anh cả. Giang Thành Vũ từ từ bước đến, bàn tay run rẩy trên không trung không dám có bất kỳ động tác nào sợ rằng chỉ cần chạm nhẹ vào người kia thì người kia sẽ hoàn toàn mất mạng bác sĩ đúng rồi đúng rồi phải gọi bác sĩ cuối cùng anh ta cũng tỉnh táo lại vội vàng chạy ra ngoài nhưng kính lại lúc này phát ra ánh sáng mạnh mẽ khiến mắt anh ta cảm thấy nhói đau buộc phải tháo kính ra để sang một bên rồi lại chạy ra ngoài đồng thời giang diễm cũng thất thần dựa lưng vào tường ngồi trên mặt đất sự thật lại như vậy sao là giang vãn vãn để tránh việc anh cả xem camera giám sát nên mới lấy mình ra với danh nghĩa lo lắng cho mình để gọi anh cả đi cuối cùng còn không quên vắt kiệt chút giá trị cuối cùng của mình điên cuồng ám chỉ mình là lưu huỳnh gây ra kể cả các anh trai cũng nói với anh ta như vậy mà anh ta lại ngốc nghếch mà tin tất cả anh ta sao lại ngu ngốc thế này tin tất cả những gì họ nói lại không tin một lời nào của chị lưu huỳnh rốt cuộc còn có gì là thật cái gì mới là thật đúng lúc này bạch ly cuối cùng cũng đến mang theo trong lòng nỗi phẫn uất không biết chút vào đâu nói cậu ba giang phiên cậu rời khỏi phòng thí nghiệm của tôi đây là bệnh viện do tập đoàn bạch gia toàn quyền sở hữu nếu cậu bị bệnh thì có thể đi tìm anh cả cậu ngay phòng bên cạnh thôi giang diễm ngẩng đầu lên vốn định đến đây đánh cho tên bắt nạt chị gái mình một trận nhưng bây giờ xem ra anh ta không bằng tự đánh chớt mình đi đúng lúc giang diễm định tự cho mình một cú đấm thì ánh sáng mạnh mẽ trên kính đột nhiên lóe lên đều là góc nhìn nhìn lên mặt bạch ly đột nhiên trùng khớp với khuôn mặt trên màn hình lúc này Bạch Ly cũng nhìn thấy mình trên màn hình. Mới ngừng nói chuyện với Giang Diễm. Tuyệt vời Lưu Huỳnh nhà chúng ta không sao, không ngất không ngất, Bạch bác sĩ đến cứu cô ấy rồi. May quá may quá, không thì Giao Lam đã chuẩn bị gửi đi rồi, nhưng chân Lưu Huỳnh có vẻ hơi không được tự nhiên đúng không, không lẽ là bị thương sao? Mẹ kiếp anh đang nói nhảm gì vậy, là nhảy từ tầng 3 xuống đấy. Nếu không phải dưới là cỏ thì thực sự là đầu bể mấu chảy rồi. Sao tôi lại cảm thấy Bạch Ly không phải đến cứu Giang Lưu Huỳnh? Người bình thường có dùng đèn pin mạnh như vậy chiếu vào người khác không? Hơn nữa, đã đứng ngay ra đó vài phút rồi mà vẫn chưa có động tĩnh. Giang Diễm khi nhìn thấy câu này lập tức nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào mặt Bạch Ly. Anh không phải là đến hãm hại chị gái tôi đấy chứ? Chưa đợi Bạch Ly trả lời, anh ta tiếp tục nói. Nếu anh dám làm hại chị gái tôi một cọng lông thì tôi nhất định sẽ nghiền xương thành cho, dù tôi có. Trước kia tôi cũng sẽ đánh cho anh một trận đã đời. Dầm, đèn pin rơi xuống thảm cỏ, chung sáng theo đó xoay nửa vòng anh sang trói mắt cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt giang lưu huỳnh lưu huỳnh bạch ly trước tiên không chắc chắn gọi một tiếng rồi nhanh chóng bước đến đỡ người đó dậy vừa hỏi lưu huỳnh sao em lại ở đây nhưng anh ta đã đánh giá thấp mức độ tổn thương mà giang lưu huỳnh đã phải chịu đựng cũng như sự chống đối trong lòng cô ấy đừng nói đến việc đỡ dậy chỉ cần chạm vào cô ấy thôi cũng phải chịu đau mà rụt người lại né tránh rồi thì càng không muốn nhìn anh ta cúi đầu im lặng sao vậy lưu huỳnh Vẻ xa lánh này khiến Bạch Ly không khỏi nhận thấy vài điều bất thường, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều. Cứ thế mà quy kết sự khác lạ của cô ấy vào những người trong nhà họ Giang đã coi Ngọc Quý như đồ bỏ đi. Dù sao thì Giang Lưu Huỳnh làm sao có thể biết rằng anh ta đã biết rõ mọi chuyện xảy ra với cô ấy hôm nay, bao gồm cả việc Giang Vãn Vãn vu oan. Điều này cũng phải cảm ơn sự không đề phòng của Giang Vãn Vãn dành cho mình. Anh ta mới có thể tải virus giám sát lên điện thoại cô ta được, kế hoạch của cô ta đều nằm trong tầm mắt của mình. Ngược lại, Cô gái trước mắt, rõ ràng đã đáng thương đến mức sắp chết mà lại còn phòng bị với mình. "Ngoan ngoãn, anh đến để giúp em." Bạch Ly nói rồi lại đưa tay ra, lần này hoàn toàn không để ý đến động tác co rúm của Giang Lưu Huỳnh mà đặt lên đầu cô ấy. Phải nói động tác của anh ta mạnh mẽ, thì giọng nói lại hoàn toàn ngược lại, dịu dàng dụ dỗ nói, "Họ không cần em nữa, về nhà anh nhé, anh nuôi em nhé." Giang Lưu Huỳnh thân thể cứng đờ, khoảnh khắc ngẩng đầu lên liền đập vào đôi mắt sâu thẳm của Bạch Ly mà anh ta còn chưa kịp che giấu không hề giống với sự dịu dàng trong lời nói của anh ta, mà vô cùng hung dữ, như sói dữ vậy. Chỉ cần một giây thôi anh ta đã lại che giấu, vẻ ngoài hiền lành vô hại, giả dối y hệt rằng vãn vãn. Giang Lưu Huỳnh kéo khóe môi, nhẹ nhàng thốt ra một chữ, không. Bạch Ly giả vờ như không nghe rõ, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Sao vậy? Lưu Huỳnh sao lại nhìn anh như vậy? Anh tưởng rằng, sau hai năm qua chúng ta đã là bạn rồi chứ? Đúng, anh ta nói quá đúng rồi. Hai năm qua, đều có thể xuất hiện đúng lúc khi bố cô ấy tuyên bố muốn đưa cô ấy vào trường giáo dưỡng đặc biệt. Khi bị Giang Vãn Vãn nhốt nhầm ở bên ngoài biệt thự, khi các anh trai trách mắng cô ấy và đúng lúc giải quyết được khó khăn cho cô ấy. Thật là bạn tốt, tốt đến mức biết rõ từng hành động cử chỉ của cô ấy. Giang Lưu Huỳnh không vì áp lực trên đầu mà cúi đầu xuống, ngược lại còn ngẩng cao đầu lên. Còn lực tay của anh ta lại càng ngày càng mạnh, dù chỉ có một phần trăm khả năng cảm nhận cũng có thể cảm nhận được một chút đau đớn bạch ly anh có phải là vỡ trận rồi không người ta đã nói không đi với anh rồi nếu thực sự muốn giúp thì báo cảnh sát đi đúng đúng nhân lúc người nhà họ giang không có ở đây mau chóng gọi cảnh sát đến xem camera giám sát và thu thập chứng cứ cộng thêm bằng chứng trong tay giang lưu huỳnh nhất định có thể lật ngược tình thế nhìn tôi nóng ruột quá muốn chui vào màn hình giúp cô ấy quá m một đám người chỉ biết chỉ trích ở đây nói dễ dàng lắm Phiền các người mở mắt ra nhìn xem bạch ly có vẻ muốn giúp cô ấy không Thật vậy, Bạch Ly trên màn hình từ đầu đến cuối không hề báo cảnh sát cũng không gọi xe cấp cứu. Giang Lưu Huỳnh chịu đựng áp lực lớn, hít sâu một hơi rồi dùng hai tay giữ chặt mắt cá chân, dùng sức vặn mạnh chân bị bong gân. Kẹt kẹt hai tiếng vang giòn, xương bị ép thẳng lại về vị trí. Dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng vẫn không nhịn được mà kêu lên, đau đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Nhưng dù như vậy, khi cô ấy muốn đi thì vẫn bị Bạch Ly giữ lại. "Xin ngài Bạch thiếu gia nương tay, tha cho tôi." giang lưu huỳnh nhìn thẳng vào mắt bạch ly trong mắt tràn đầy sự kiên cường bạch thiếu ra bạch ly nghe thấy cách gọi này thì ngay cả vẻ mặt giả tạo cũng không còn lạnh giọng hỏi lưu huỳnh lại gọi ân nhân như vậy sao hay là đúng như lời nhà họ giang nói là một kẻ vong ân phụ nghĩa sắc mặt giang lưu huỳnh lập tức trắng bệch tiếp theo cô ấy mạnh mẽ hất tay bạch ly ra không quay đầu lại mà lê đôi chân khập khiễng đi ra ngoài ánh mắt bạch ly lúc này lóe lên vẻ tức giận đúng lúc mọi người tưởng rằng anh ta sắp lạnh lùng thờ ơ đứng nhìn thì anh ta lại bước đến và bế Giang Lưu Huỳnh lên. Anh định đưa em đi đâu vậy? Em không đi. Đừng cử động, không đưa em về nhà. Anh đưa em đi xem em trai em. Chẳng lẽ em không muốn biết tình trạng hiện tại của cậu ấy sao? Có lẽ, đã chết rồi. Nói xong, nhân lúc Giang Lưu Huỳnh sửng sốt liền nhét người vào chiếc siêu xe màu trắng của anh ta. Ga đạp hết cỡ, như mũi tên rời cung lao vút đi, lập tức ngăn cản hết những lời Giang Lưu Huỳnh định nói sợ hãi đến mức không dám mở mắt ra. Oa 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 Bạch Ly thật là đàn ông, thật đẹp trai, thật ngầu. Giang Lưu Huỳnh em cứ thế mà hài lòng đi đừng có mà làm loạn nữa cầu xin em hu 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 đừng có mà để anh chàng này cho tôi hu hu hu. Giang Lưu Huỳnh số tốt thật ngã dù bị bắt cóc rồi bị tra tấn 9 năm, lại bị bắt đi làm thí nghiệm 1 năm. Về nhà còn bị người ngoài bắt nạt, bị gia đình đánh mắng, nhưng cô ấy lại có một vị hôn phu tốt như vậy ngã ngã. Tôi phục các người nghèo rất mùng tơi không mua nổi kính bạch ly nhét giang lưu huỳnh vào xe lúc đó các người không biết đau đến cỡ nào đâu còn khi anh ta lái xe như bay ngầu cái gì chứ tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi sợ đến mức suýt nữa thì tè ra quần mất giang diễm sắc mặt tái mét trận mắt nhìn bạch ly nói xem như anh đã giúp chị gái tôi nên lần này tôi tha cho anh bạch ly vốn đang tự trách tại sao lúc đó lại không chú ý đến thân thể giang lưu huỳnh nghe thấy câu nói này của giang diễm thì lại thấy hơi buồn cười anh ta mỉm cười chế nhạo đáp lại cậu là em trai gì của lưu huỳnh mà dám ra tay giúp cô ấy hơn nữa tôi còn có video cậu hai ngày trước nịnh nọt giang vãn vãn gọi cô ta là chị gái tôi có nên giúp cậu nhớ lại không sắc mặt giang diễm thay đổi liên tục như cầu vồng cuối cùng hừ một tiếng đầy oán hận lúc này hình ảnh đã chuyển đến gần trường đế trung vì bạch ly lái xe quá tốc độ anh ta đã bỏ xa nhà họ giang cả ba đến bốn con phố lý do như vậy cũng một nửa là do giang vãn vãn giả vờ vô cùng đau khổ khiến giang tư niên cố tình giảm tốc độ xe có lẽ cũng có một vài lý do là anh ta cho rằng Giang Lưu Huỳnh không thể làm ra loại chuyện mất nhân tính này nhưng có ích gì chứ lựa chọn của anh ta từ đầu đến cuối vẫn là người khác vị trí của Giang Diễm không khó tìm chỉ cần vòng một vòng là có thể tìm thấy anh ta nằm trên mặt đất trường Đế Trung được xây dựng ở nơi xa khu vực thành phố dân cư thưa thớt còn học sinh ở nội chú lại bị nhốt trong trường căn bản không ai để ý đến tiếng rên gì đau đớn của anh ta Giang Lưu Huỳnh vừa bình tĩnh lại liền vô thức muốn mở cửa xe nhưng lại phát hiện đã bị Bạch Ly khóa lại, ngay cả cửa sổ cũng không thể hạ xuống. Xin, anh mở cửa cho tôi, tôi muốn xuống. So với thái độ khi đánh anh ta lúc trước thì mềm mại hơn nhiều, chỉ là ánh mắt xa lánh vẫn như những mũi kim đâm vào lòng Bạch Ly. Hai năm, nuôi cả con chó cũng phải quen rồi chứ, sao Giang Lưu Huỳnh lại vẫn coi mình như người xa lạ mà phòng bị. Là mình giúp đỡ chưa đủ nhiều, hay là cô ấy bị tổn thương chưa đủ lớn, dẫn đến vẫn còn lưu luyến những người nhà đó. Nếu như vậy thì càng không thể để cô ấy xuống xe được. Lưu Huỳnh hay là chờ một chút nữa đi, dù sao anh chị em của em cũng sắp đến rồi mà. Đúng, họ sắp đến rồi. Như nếu Giang Diễm nhìn thấy Giang Vãn Vãn trước, đôi mắt Giang Lưu Huỳnh lúc này trở nên trống rỗng, lộ ra vẻ thờ ơ tỉnh táo nhưng lại tuyệt vọng, giống như đã có thể nhìn rõ số phận tương lai của mình. Cậu thanh niên này đối với mình không lạnh không nóng cuối cùng sẽ trở nên giống anh cả anh hai, bắt đầu ghét bỏ mình sâu sắc, thậm chí còn tệ hơn chắc chắn sẽ là nỗi đau khổ và tra tấn không dứt. Buông tôi xuống, buông tôi xuống. Bạch Ly, nếu Giang Vãn Vãn đến trước thì anh biết tính tình của cô ta mà, nhất định sẽ nói với Diễm là tôi hại anh ta bị đánh. Xin anh giúp tôi một lần, mở cửa xe cho tôi xuống đi. Giang Lưu Huỳnh vùng vẫy lần cuối, điên cuồng gõ cửa kính xe, hy vọng thu hút sự chú ý của Giang Diễm. Nhưng cuối cùng cũng vô ích. Còn Bạch Ly thì tỏ vẻ không vội vàng, chậm rãi nói. Lưu Huỳnh, anh đã giúp em rất nhiều lần rồi, nhưng em không hề báo đáp anh. Em còn nhớ, anh đã nói với em phải giúp anh đuổi Giang Vãn Vãn đi không? Cho em 2 năm mà vẫn chưa làm được, em không muốn coi anh là bạn, cũng không muốn hợp tác với anh, em nói xem, anh còn phải giúp em như thế nào nữa. Giang Lưu Huỳnh hoàn toàn không ngờ anh ta lại nói như vậy. Bạn bè, là loại bạn bè nào lại giống Bạch Ly như vậy? Xóa bỏ bằng chứng mà cô ấy đã mất công sức ghi lại, thuê người theo dõi cô ấy, còn phải giả vờ tốt bụng đến gần cô ấy. Tất cả đều vì cái gì? Hợp tác càng nực cười. Cô ấy rõ ràng đã có cơ hội đuổi Giang Vãn Vãn đi, chính là anh ta đã tự tay hủy bằng chứng. Bao gồm cả những lần sau đó, chỉ khi bố và anh trai ở đó thì anh ta không hề đứng về phía mình, rõ ràng anh ta biết tất cả mọi chuyện, nhìn thấy tất cả mọi thứ. Vậy nên tất cả những điều này, rốt cuộc là vì cái gì? Sự im lặng kéo dài, Bạch Ly cho rằng lời nói của mình đã khiến Giang Lưu Huỳnh cảm thấy tự trách nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể nhận được sự tin tưởng và sự dựa dẫm hết lòng của cô ấy, thì anh ta lại một lần nữa nói ra suy nghĩ đã tích lũy hai năm trong lòng mình. Về nhà anh đi, đừng cần họ nữa, sau này làm em gái anh và mang họ anh, thế nào? Nói xong, anh ta đưa tay về phía Giang Lưu Huỳnh. Bàn tay đó thon dài và trắng nõn, như một tác phẩm nghệ thuật đặt trước mặt cô ấy, dụ dỗ, chấp nhận lời mời của anh ta. Không ít người lập tức kích động gõ bàn phím điên cuồng. Đồng ý đi, đồng ý đi tôi còn tưởng là vợ hóa ra là em gái vậy thì không sao rồi tôi ủng hộ hết mình trời ơi giang lưu huỳnh cô trúng số rồi nhà họ bạch giàu hơn nhà họ giang nhiều hơn nữa bạch ly lại là con một trời ơi chỉ cần anh ta chiều chuộng em thì em sẽ giàu có cả đời đừng làm tôi thất vọng nữa giang lưu huỳnh cầu xin em mau đồng ý đi ngược lại với sự kích động của họ giang diễm càng tức giận đứng dậy túm lấy cổ áo bạch ly mắng anh dám cô ấy là chị gái tôi anh cũng muốn làm anh trai tôi sao? Họ không cần cô ấy chẳng lẽ còn ngăn cản người khác đối tốt với cô ấy sao? Hơn nữa ai lại muốn làm anh trai cậu chứ? Đừng tự mình tô vẽ lên mặt mình nữa. Sự đáp trả chua cay này của Bạch Ly khiến những người khác trong phòng thí nghiệm ngây người. Thực sự khó có thể liên hệ với hình ảnh vị bác sĩ Bạch Lịch Thiệp trong ấn tượng của họ, bao gồm cả những hành động của anh ta trong livestream, từng chữ từng câu anh ta nói, đều giống hệt tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết lúc này trên màn hình cũng truyền đến câu trả lời của giang lưu huỳnh xin lỗi tôi không muốn về nhà với anh cũng không muốn làm em gái anh đồng thời trong đầu cô ấy cũng không ngừng suy nghĩ lý do bạch ly làm như vậy giả vờ vì cô ấy chỉ để nhận nuôi cô ấy và đưa cô ấy về nhà là vì giá trị của mấu trên người cô ấy sao là giang vãn vãn nói với anh ta không đúng giang vãn vãn chỉ biết xem thường cô ấy sao có thể nói giá trị của mình cho người khác biết được nhưng nhiều năm nay cô ấy luôn cẩn thận che giấu dù bạch ly có thuê người theo dõi mình thì cũng không nên bị phát hiện mới đúng hay là người đàn ông đó không điều này càng không thể nào năm ngoái tại bữa tiệc ở biệt thự nhà họ giang cô ấy đã lén nhìn thoáng qua cha của bạch ly khuôn mặt của người đàn ông đó hoàn toàn khác với hình ảnh bác sĩ bạch trong trí nhớ của cô ấy tuyệt đối không thể nào là vì chuyện này cô ấy cũng tuyệt đối không muốn quay lại cái giường sắt lạnh lẽo hay là cái bình thủy tinh trong suốt kia nữa cô ấy muốn sống một cuộc sống bình thường được rồi nếu em không muốn thì anh cũng không thể ép em bạch ly nghiến chặt răng tức giận đến mức có thể nhìn thấy rõ anh ta đã hạ mình đến mức đó để giúp đỡ vậy mà đổi lại vẫn là sự từ chối vậy thì cứ chờ xem anh ta đạp ga hết cỡ lao vút đi trên đường phố rời khỏi trường đế trung ít nhất một cây số mới đột ngột phanh lại dầm một tiếng do quán tính giang lưu huỳnh vốn đã bị dọa đến mặt mày tái mét hoàn toàn không kịp phản ứng đầu đập mạnh vào ghế cả người như bị đập choáng váng nỗi giận dữ vừa rồi cũng giảm bớt không ít bạch ly bình tĩnh thu lại ánh mắt rồi mở khóa cửa xe đi 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 tìm người nhà em đi nếu họ đuổi em đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây cửa nhà anh bạch luôn mở rộng chào đón em anh ta giống như một người mâu thuẫn khó đoán động tác thô bạo nhưng lời nói luôn nhẹ nhàng và dịu dàng hai chữ này giống như công tác vậy lập tức khiến bộ não giang lưu huỳnh khởi động không ngừng nghỉ mở cửa lê đôi chân bị thương chạy về nhưng mọi người không hiểu hành động chạy về của cô ấy cũng có học sinh trường đế trung ra hỏi. Quãng đường từ chỗ này đến trường đế trung cũng chưa đến 800 mét đâu, thính lực của cô ấy không phải rất tốt sao. Hơn nữa còn có năng lực sáng tạo hình ảnh chỉ bằng thính lực, chạy làm gì vậy? Đúng rồi, xem chân cô ấy đi, tuyệt đối không chỉ bị chật thôi đâu, thực sự không gãy xương sao mà còn dám chạy lung tung, đúng là không biết giữ gìn tính mạng. Các người ngốc à, chắc chắn là chạy về để nói sự thật cho Giang Diễm biết. Có lẽ bây giờ cô ấy còn chưa muốn nghe, dù sao chỉ nghe thấy mà không thể thay đổi thì đau khổ biết bao. Đợi đã, các người có phát hiện không? Bây giờ đã 700 mét rồi, càng ngày càng gần rồi, sao vẫn không có tiếng động gì? Một phút sau, khi còn chưa đến 500 mét thì cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động nhỏ. Hình ảnh cũng từ đây chuyển từ Giang Lưu Huỳnh sang Giang Diễm. Trong lòng mọi người lập tức nảy sinh một loại phỏng đoán khác. Thính lực của Giang Lưu Huỳnh yếu đi rồi.